Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2301, Lão Sư Yêu Ngươi. 1. Trương Huyền cau mày. Đại não khống chế trụ cột, cho dù ngoan nhân nhỏ máu trùng sinh, thân thể phân chia thành vô số mảnh vỡ, chỉ cần đại não còn, những bộ phận khác tất nhiên cũng phải nghe theo lệnh lệnh. Chính bởi vì có năng lực này, đối phương mới có thể tùy tiện khống chế Thanh Điền Hoàng, thậm chí nhiều vô hồn kim nhân cùng khôi lỗi như vậy, mới có thể thi triển vu hồn chi thuật, kéo linh hồn mình vào cái hắc động kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách. Trước đó không chống lại được, sau khi đạt tới thai anh cảnh đỉnh phong, đối phương lại muốn dùng loại phương pháp này giết hắn, đã rất khó, nhưng không có nghĩa là không đáng sợ. Một lão quái vật sống vài vạn năm, mấu chốt còn có ký ức. Ai biết có thể dùng ra thủ đoạn gì? Ngươi không dám mạnh mẽ chống đỡ hắn. Trần chờ một chút, mới hỏi. Vâng, không nói trước thực lực của hắn ra sao, cho dù thấp hơn ta, nhưng mà thân là đại não, ta cũng không cách nào chống lại, rất dễ dàng bị hắn khống chế, trừ khi. Hắn mất đi ý thức, ý niệm của ta chui vào. Ngoan nhân nói. Không có ý thức. Trương Huyền cười khổ. Điều đó không có khả năng. Ý niệm của đối phương có thể tùy tiện lôi kéo hắn ra lỗ đen, đủ thấy mạnh mẽ, gạt bỏ. Làm sao có thể làm được, quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hô! Hai người trò chuyện, thông qua linh hồn câu thông, như điện quang hỏa thạch, toàn bộ quá trình không đến nửa cái hô hấp, ba khôi lỗi khác tiến về phía trước một bước, vây hắn lại, một tên trong đó vung quyền, lực lượng nghiền ép xuống. Kim Nguyên Đỉnh, biết lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không ngăn cản nổi ba đầu. Gọi một tiếng, Lô Đỉnh bất ngờ xuất hiện, đặt mông đâm đến khôi lỗi trước mắt. Bành! Nắm đấm cùng cái mông đối đầu, phát ra nổ vang giống như chuông lớn, khôi lỗi liên tục lui về phía sau mấy bước. Kim Nguyên Đỉnh không phải đối thủ của Thanh Điền Hoàng, nhưng gặp loại khôi lỗi chỉ biết dùng man lực này, hai bên chiến đấu, phòng ngự cùng thể trọng của nó chiếm ưu thế rất lớn, cả hai đối chiến, đồng dạng thế lực ngang nhau, cái trước còn càng hơn một bậc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thở phào nhẹ nhõm, Trương Huyền còn chưa kịp thả lỏng, hai khôi lỗi còn lại lần nữa lao đến. Rầm rầm. Phong lôi khuấy động, khí tức như hồng, không khí chung quanh như bị xé rách. Ta là phân thân, gia hỏa kia mới là Trương Huyền, ngươi nhìn hắn mãnh liệt như thế nào a? Sắc mặt trắng nhợt, Trương Huyền vội vàng la lên. Phân thân? Ta thật chỉ là phân thân. Các ngươi ai từng thấy phân thân còn lợi hại hơn bản tôn sao? Một bên trốn tránh, Trương Huyền một bên giống to. Nghe được hắn nói, một khôi lỗi chần chờ một chút, đi về phía phân thân, phối hợp tên còn lại động thủ, thời gian nháy mắt, liền đánh đầu người sau thành bánh rán. Phân thân muốn khóc. Bản tôn của người khác đều cương trực công chính, ngay thẳng vô tư, gặp được nguy hiểm liền đứng ra. Bản tôn của mình, con mẹ nó là cái gì a? Quả thực. Bất quá, dường như lần trước gặp được nguy hiểm, cũng là hắn trước thời hạn chạy nha. Tràn đầy buồn bực, ra sức cùng hai khôi lỗi chiến đấu, thời gian không dài, trên thân liền liên tục chịu mấy quyền, ngực, xương sườn đều chịu không nổi. May mắn là cửu thiên liên thai luyện chế thành, không sợ đập, nếu không sớm đã đi đời nhà ma. Phân thân, ngươi nghĩ biện pháp cuốn lấy những khôi lỗi này, ta trước giải quyết một cái, lại đến giúp ngươi. Đang tức giận muốn nổ tung. Liền nghe thanh âm của bản tôn truyền tới. Được. Nghe được đối phương cũng không phải cố ý bỏ qua hắn, lúc này phân thân mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Rầm rầm rầm. Dùng hết toàn lực, lại thêm hắn căn bản không cần phòng ngự, hai khôi lỗi tới chiến đấu, thế mà cũng chỉ đánh ngang tay. Có ý tứ, bất quá, mặc kệ các ngươi ai là phân thân, ai là bản tôn, ngày hôm nay đều khó mà chạy trốn. Ngoan nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới phân thân lại có thực lực như thế, cùng hai khôi lỗi chiến đấu cũng không rơi vào thế hạ phong, hừ một tiếng, đang định nói tiếp, đột nhiên dừng lại. Ngươi, ngươi, nhanh động thủ cho ta. Nghe được hắn lo lắng như thế, phân thân tràn đầy nghi ngờ, liên tục hai quyền đẩy lùi hai khôi lỗi, vội vàng nhìn lại bản tôn, vừa xem xét, cũng không kìm lòng được ngốc tại chỗ. Chỉ thấy khôi lỗi đuổi giết bản tôn, chẳng biết lúc nào hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhìn về phía bản tôn, vẻ mặt tôn sùng. Bản tôn không biết nói thứ gì, khôi lỗi kích động đến run rẩy, khó tự kiềm chế. Ta sát, nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt phân thân như gặp phải quỷ. Mình đánh chết đánh sống, đầu bị đánh bạo nhiều lần, cũng không có tổn thương đối phương chút nào, bản tôn không biết nói cái gì, khôi lỗi liền quỳ xuống.
khác biệt thật quá lớn. Cẩn thận nghe qua, liền nghe thanh âm tràn đầy cổ vũ của bản tôn vang lên. Đi đi, lão sư yêu ngươi. Vừa dứt lời, khôi lỗi đuổi giết bản tôn liền trực tiếp lao đến hắn. Ta! Phân thân biến sắc, bị dọa đến muốn trốn tránh, chỉ thấy khôi lỗi này đã cùng một khôi lỗi khác đối chiến chung một chỗ. Bành 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 bành! Hai khôi lỗi đánh khó phân thắng bại, không ai nhường ai. Khóe miệng của phân thân co giật, thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ đối phó khôi lỗi trước mắt, chỉ thấy bản tôn đi tới trước mặt, trong thanh âm mang theo ý vị đặc thù. Thân là khôi lỗi, chỉ có thể nghe theo ý niệm của người khác, là bi ai cỡ nào, đến, nghe lời của ta. Rất nhanh, gia hỏa đánh hắn dục tiên dục tử, cũng giống như khôi lỗi vừa rồi, quỳ xuống, tràn đầy thành khẩn. Đi thôi. Nương theo bản tôn nói, khôi lỗi này vọt tới khôi lỗi đang đối chiến với Kim Nguyên Đỉnh. Tốt rồi. Không để ý tới phân thân khiếp sợ, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Lĩnh ngộ sư giả chi tâm, hữu giáo vô loại, ngay cả vũ khí của Trương Cửu Tiêu cũng có thể nói đến bái sư, khôi lỗi có được ý niệm của mình, tự nhiên càng thêm đơn giản. Chiêu này của ngươi quá lợi hại, đối phó khôi lỗi mọi việc đều thuận lợi, so với chiến đấu còn mạnh hơn. Phân thân nhìn không được cảm khái. Chương 2302, lão sư yêu ngươi. 2. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Bản tôn nhìn qua. Phân thân kìm nén đến sắc mặt đỏ lên. Hai ta là cùng một người, không cần trang bức, không phải là sư ngôn thiên thụ sao, ai không biết. Nói xong, thân thể nhoáng một cái. Đi tới trước mặt khôi lỗi đang chiến đấu kia, bàn tay duỗi ra, như là cha xứ. Thân là khôi lỗi, chỉ có thể nghe theo ý niệm của người khác, là bi ai cỡ nào, đến, nghe lời của ta. Bành! Đầu bị một quyền đánh bẹt. Ta! Phân thân phát điên. Mọi người là cùng một người, nói lời giống nhau, bản tôn nói hết, trực tiếp quỳ xuống, ta nói xong, bị đánh nổ tung. Đây cũng quá không coi phân thân là cái gì đi. Ai? Nhìn thấy bộ dáng này của phân thân, Trương Huyền lắc đầu. Cùng là linh hồn của mình phân tách, lúc nào cái phân thân này mới có thể khiêm tốn, nội liễm giống như mình đây. Ngày ngày chỉ muốn trang bức, không có để cho người ta bớt lo, chút nào. Tìm ngoan nhân lại nói. Không tiếp tục để ý khôi lỗi cùng phân thân chiến đấu, Minh Lý chi nhãn lóe lên, nhìn xung quanh đại điện. Vẫn như cũ là điện đường trống trải, trừ bốn khôi lỗi thì không có bất kỳ vật gì khác. Khẳng định còn có cơ quan. Biết cái gọi là quỷ quật này, bị ngoan nhân kinh doanh bố trí không biết bao nhiêu cơ quan, đang định cẩn thận tìm kiếm, liền nghe thanh âm của ngoan nhân vang lên. Có thể dựa vào sư giả chi tâm, sư ngôn thiên thụ, mê hoặc khôi lỗi của ta. Quả nhiên giống như khổng sư, quần công vô địch, nhưng ngươi cho rằng, ta cùng khổng sư giao chiến nhiều lần, chẳng lẽ một chút phòng bị cũng không có sao? Phòng bị. Trương Huyền cau mày. Vội vàng quay đầu. Nhìn lại khôi lỗi cách đó không xa, chỉ thấy khôi lỗi vừa rồi nghe hắn nói, lắc lư hai lần, đầu nổ tung. Phù phù, ngã trên mặt đất, ngươi lưu lại hậu chiêu. Trương Huyền sầm mặt lại. Không hổ là ngoan nhân, luyện chế khôi lỗi cũng lưu lại một tay, không nghe lời, có thể gạt bỏ. Không có biện pháp dự phòng, ta có thể sống đến hiện tại. Ngoan nhân cười lạnh một tiếng, khẽ nói. Sống mấy vạn năm, cùng khổng sư giao thủ mấy lần. Điểm ấy phòng bị cũng không có. Khẳng định sớm đã bị danh sư Đường diệt không biết bao nhiêu lần. Nắm đấm Trương Huyền căng thẳng. Chém giết khôi lỗi hắn thu phục, không riêng gì để hắn mất đi hai đại trợ lực, chủ yếu hơn chính là, giết gà dọa khỉ. Sư giả chi tâm thêm sư ngôn thiên thụ, mặc dù uy lực vô tận, nhưng cũng là lấy đức phục người, lấy lý phục người, không phải cưỡng ép tẩy não. Khôi lỗi có linh tính, nhìn thấy đồng bạn của mình bị chém giết. Trên ý niệm có chống đối, lại muốn thuận lợi thu phục, liền gần như không có khả năng. Ầm ầm, đang cảm thấy đối phương quả nhiên thông minh, phá hủy phương pháp của hắn, chỉ thấy hai khôi lỗi còn lại càng thêm điên cuồng lao đến. Nhìn thấy đồng bạn chết, bọn chúng cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, càng thêm ra sức động thủ. Phân thân cùng Kim Nguyên Đỉnh, bị hai gia hỏa không muốn mạng này công kích, liên tiếp lui về phía sau. Ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Ngoan nhân cười lạnh, đắc ý không nói ra được. Thật ra thì không cần ngăn cản. Thấy phân thân có thể giải quyết, Trương Huyền cũng không ra tay, mà lắc đầu. Không cần ngăn cản. Không sai, muốn đối phó bọn họ, thật ra thì rất đơn giản. Than thở một tiếng, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo,
ma giáp cùng ma ất xuất hiện ở trước mắt. Thời điểm đi vào địa cung, hắn liền thu lại những tâm ma này. Đi, đoạt xá hai khôi lỗi kia. Vâng. Ma giáp, ma ất hóa thành hai đoàn hắc khí, trực tiếp bay đi. Hô! Tâm ma vô hình vô chất, tu luyện giả cũng ngăn không nổi, khôi lỗi tự nhiên càng không có phương pháp, thời gian nháy mắt liền chui vào mi tâm. Ừng ực. Tâm ma đi vào trong cơ thể, hai khôi lỗi lập tức mất đi năng lực chiến đấu, lắc lư mấy lần, ngã trên mặt đất. Ngươi, dùng tâm ma. Ngoan nhân run rẩy. Thứ này là hắn làm ra. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thành tay chân của đối phương. Không sai, mặc dù tâm ma không cách nào gạt bỏ linh tính của khôi lỗi, cũng không có cách nào để nó nghe lời của ta, nhưng vây khốn đối phương một đoạn thời gian, để hắn không cách nào chiến đấu, là rất dễ dàng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Tâm ma, có thể khiến người ta tư duy hỗn loạn, không cách nào chiến đấu, dù không khống chế được khôi lỗi, nhưng để nó mất đi sức chiến đấu, không tìm phiền phức, còn là rất đơn giản. Rất tốt, người có thể khống chế ngăn cản hai khôi lỗi, nhưng ngăn cản được nhiều như vậy sao? Ngoan nhân hừ lạnh, nương theo hắn nói, một cơ quan trong đại điện mở rộng, một đám khôi lỗi chạy ra, chừng hơn trăm. Nhiều như vậy. Sắc mặt phân thân trắng nhợt, Kim Nguyên Đỉnh cũng vội vàng co lại thân thể. Ta có nhiều khôi lỗi như vậy, người có nhiều tâm ma như vậy sao? Ngoan nhân cười như điên. Tiếng cười còn không có kết thúc, chỉ thấy mí mắt của thanh niên nhấc lên, lắc đầu. Thật không tiện, ta lại thực sự có. Chương 2303, Thiên Công Tỏa 1. Phần Phật. Nương theo hắn nói, ma ảnh lóe lên, nháy mắt một cái, một đống lớn tâm ma xuất hiện ở trước mắt. Chừng hơn 100 con. Lúc trước ở tâm điện của chiến sư đường, Tàng Nhu lấy ra một đống lớn tâm ma, muốn giết hắn, đều bị thuần phục cất lại, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Xì 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 xì. Hơn 100 tâm ma, trực tiếp vọt tới đám khôi lỗi. Đây là của ta, không được dành với ta. Ta nhìn thấy trước, cút. Ta là ma bính, hắn là ma đinh, lão sư tự mình lấy tên, không có tên sắp xếp ở đằng sau đi. Đám tâm ma đột nhiên nhìn thấy nhiều khôi lỗi như vậy, tất cả đều hưng phấn vọt tới, thời gian nháy mắt, khôi lỗi còn chưa tới trước mặt, liền từng cái nằm ở trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ngoan nhân điên rồi. Vì luyện chế những khôi lỗi này, không biết dùng bao nhiêu tài liệu cùng pháp bảo, vốn cho rằng có thể trở thành quân chủ lực, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, nhẹ nhõm chém giết kẻ trước mắt này, nằm mơ cũng không nghĩ đến, người ta đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu. Nhiều tâm ma như vậy. Nhà ngươi là mở cửa hàng tâm ma, bán tâm ma sao? Mau dậy đi. Hắn tức giận gào thét. Bất quá, khôi lỗi chúng tâm ma, tất cả đều hai mắt trừng trừng, không nhúc nhích, biến thành cương thi. Chủ nhân, đánh chết tất cả bọn hắn đi, nếu không tâm ma không khống chế được, bọn chúng sẽ xông lại. Kim Nguyên Đỉnh đi tới trước mặt, lần nữa khôi phục thần thái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cái mông to lớn vặn vẹo uốn éo, hận không thể đặt mông ngồi chết một cái. Đánh chết. Trương Huyền lắc đầu. Mặc dù đây đều là khôi lỗi, nhưng cũng có ý thức của mình, tất cả đều giết chết, thực sự không đành lòng. Những khôi lỗi này, đều được khải linh qua, giống như Kim Nguyên Đỉnh, thuộc về vũ khí đặc thù, trực tiếp giết, quá mức tàn nhẫn. Vậy, Kim Nguyên Đỉnh sững sờ. Không giết, ngộ nhỡ tâm ma không khống chế nổi, nhiều như vậy, bọn họ còn không bị đánh chết tươi. Ai, ta tới xử lý đi. Lắc đầu. Vẻ mặt Trương Huyền trách trời thương dân, bàn tay lớn vồ một cái. Rầm. Tất cả khôi lỗi nằm dưới đất, đều bị thu vào không gian giới chỉ. Những người này đang hỗn loạn, căn bản không biết chống cự, lại thêm mình là vũ khí, cho dù tiến vào bên trong cũng sẽ không chết. Kim Nguyên Đỉnh. Ngoan nhân cũng kìm nén nói không ra lời, suýt chút nữa hộc máu. Những khôi lỗi này đều là của hắn. Của hắn. Đây là giặc cướp. Ngươi như vậy không phải xử lý không tốt, mà là đã sớm nghĩ kỹ xử lý như thế nào a? Cực kỳ buồn bực, nhưng cũng biết không có bất kỳ biện pháp nào. Cái tên này nhiều tâm ma như vậy, để ý thức của khôi lỗi rơi vào hỗn loạn, ngay cả lực chiến đấu cũng không có, lại tức giận cũng không có tác dụng gì. Ai, cải tạo nhiều khôi lỗi như vậy, để bọn chúng bỏ ác theo thiện, công đức vô lượng. Ta cũng coi như vì danh sư đường làm ra cống hiến. Không để ý tới Kim Nguyên Đỉnh cùng phân thân nói không ra lời, Trương Huyền cảm khái một câu, một bộ yên tâm thoải mái, đi tới trước cơ quan vừa rồi khôi lỗi lao ra,
nhẹ nhàng đẩy. Lại xuất hiện thông đạo đi xuống phía dưới, vẫn như cũ để phân thân đi ở phía trước chui xuống. Lần này không có nguy hiểm, rất nhanh tới một địa cung. Này thoạt nhìn giống như mê cung. Kim Nguyên Đỉnh nhìn một vòng, nhịn không được nói. Địa cung trước mắt, không phải một cái phòng lớn, mà là vô số phòng nhỏ, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có con đường, thoạt nhìn giống như mê cung. Mấu chốt nhất là, không nhìn thấy phần cuối, không biết lan tràn bao xa ở dưới đất, hình như toàn bộ hòn đảo đều che kín loại vật này. Cái này, dùng để làm gì? Phân thân không hiểu ra sao. Không chỉ bọn họ, ngay cả Trương Huyền cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Lấy nhãn lực của hắn, có thể thấy được những mê cung này giống như gian phòng, đều dùng chất liệu đặc thù rèn luyện thành, hao tốn không biết bao nhiêu. Nếu như nói trước đó nhiều khôi lỗi như vậy, tiêu tốn không nhỏ, những gian phòng này, khẳng định càng lớn, chỉ ít vượt qua khôi lỗi mấy chục lần, gấp trăm lần. Chẳng lẽ là để những khôi lỗi kia ở? Kim Nguyên Đỉnh suy nghĩ một chút nói. Để khôi lỗi ở, cho dù 100 khôi lỗi, cũng ở không được nhiều như vậy. Thần thức liếc nhìn liền có thể nhìn thấy, hơn vạn gian phòng, cho dù khôi lỗi ở, cũng không ở nhiều như vậy. Đừng suy nghĩ, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng cho ngoan nhân đánh lén. Không nghĩ ra, không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, Trương Huyền lắc đầu, dọc theo thông đạo giống như mê cung đi thẳng về phía trước. Đổi lại những người khác, chẳng mấy chốc sẽ choáng váng, có điều, ở dưới minh lý chi nhãn, dây nhỏ kết nối vẫn như có như không xuất hiện, theo ở phía sau đi gần 10 phút. Không biết đi ngang qua bao nhiêu gian phòng, lần nữa xuất hiện ở trước một cửa đá lan tràn xuống phía dưới. Nếu như đã đi tới nơi này, không do dự nữa, hai người một đỉnh bước vào. Mới đi ra thềm đá, liền cảm thấy một cỗ sát lục chi khí nồng đậm, cuộn trào mãnh liệt lao đến, như muốn xé nát ý thức của mọi người. Phân thân còn có thể tiếp nhận, Kim Nguyên Đỉnh không ngừng lay động, đã chống lại không được. Dù cấp bậc của nó tấn thăng đến thánh khí trung phẩm, thực lực càng đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ, nhưng dù sao chỉ là linh tính, không phải linh hồn, đối mặt sát khí hung mãnh của dị linh tộc, còn có vẻ quá mức yếu kém. Người đi về trước đi. Thu hắn vào không gian giới chỉ, Trương Huyền cùng phân thân đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chương 2304, Thiên Công Tỏa 2. Chỉ thấy trong cung điện rộng lớn, một cái hộp hình vuông treo ở trung tâm, bốn cái xích sắt khảm nạm ở trong vách tường. Không biết tài liệu gì luyện chế, hiện ra hàn quang đen kịt. Sát lục chi khí chính là từ bên trong thả ra. Ngoan nhân, ở trong này. Phân thân ngẩn ngơ. Rất có thể. Lông mày của Trương Huyền cau chặt. Có thể tản mát ra sát lục chi khí nồng đậm như vậy, lực lượng huyết mạch đã vượt qua Thanh Điền Hoàng, chỉ sợ cũng chỉ ngoan nhân mới có thể có. Dưới hộp là cái tế đàn, tương tự cái mà vừa rồi Trương Huyền sử dụng đối phó Thanh Điền Hoàng, chỉ là càng lớn. Phía trên khắc họa văn lộ kỳ quái, đồng dạng mang theo tiêu sát chi ý, dường như chỉ cần nhìn, sẽ bị chém giết thành hai đoạn. Phân thân nhặt lên một tảng đá, ném về phía tế đàn. Mấy đạo kiếm mang từ trên tế đàn sinh ra, chém tảng đá thành bột phấn. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Tế đàn trong tay hắn, là dùng để bắt giữ linh hồn, cái này giống như là sát trận, có thể tùy tiện chém giết người. Những kiếm mang kia, xem như hắn tiến vào bên trong, khẳng định cũng sẽ bị chặt thành bánh thịt. Nói cách khác, bất kể là ai, muốn tới gần hộp sắt, sẽ bị kiếm mang cắn giết, bỏ mình tại chỗ. Ngoan nhân, ngươi ở nơi nào? Nhìn một cái, minh lý chi nhãn nhìn không thấu cụ thể là cái gì, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Có thể gọi ra tên của ta, xem ra ngươi đối với lịch sử của danh sư đường biết đến không ít. Bất quá, ngươi có thể tìm tới nơi này, lại như thế nào? Không mở ra cái hộp này, liền không cách nào giết ta. Thanh âm của ngoan nhân vang lên. Ngươi ở trong hộp. Trương Huyền híp mắt lại. Không sai, cho dù ngươi biết, dám thả ta đi ra không? Ngoan nhân cười nhạo. Cái này. Trương Huyền chần chừ. Lúc trước ở phủ đệ của Trần Chiết, thời điểm đối phương dùng lỗ đen bắt giữ mình, giống như đã nói qua, chỉ cần nuốt thiên nhận danh sư như hắn, liền có thể chạy ra ràng buộc. Hiện tại xem ra, hẳn là cái hộp này. Thật muốn hắn mở ra, đối phương thừa cơ chạy đến, ngoan nhân ở trong thiên đạo chi thư cũng không cách nào chống lại. Mình khẳng định cũng không phải đối thủ. Nhưng không thả ra, có hộp sắt bảo hộ, muốn giết chết cũng biến thành không có khả năng. Xem trước một chút đây là vật gì. Trong lòng nghi ngờ, Trương Huyền cũng không cuống cuồng, mà từng bước một đi tới hộp sắt. Đi về phía trước,
sát lục chi khí càng nồng đậm, đổi lại đám người Ngô sư, cho dù là danh sư bát tinh, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi, tinh thần sụp đổ. Nhưng Trương Huyền khác biệt, thiên đạo chân khí vận chuyển ở trong người, áp lực lập tức biến mất, rất mau tới bên ngoài tế đàn. Nơi này hắn tạm thời còn không dám đi vào, nhưng khoảng cách gần như vậy, nhờ vào minh lý chi nhãn, đã có thể thấy rõ ràng hộp sắt đến cùng là cái gì. Từ bên ngoài nhìn vào, không có một chút khe hở, như một cái cục sắt, đường kính khoảng 50cm. Đây là cái gì? Phân thân cũng đi tới. Không nhìn lầm, hẳn là thiên công tỏa của thiên công sư. Trần chờ một chút, Trương Huyền nói. Thiên công tỏa. Phân thân không hiểu. Những ngày gần đây, hắn một mực ở trong không gian giới chỉ, Trương Huyền đọc thư tịch sở học kiến thức, còn chưa kịp dung hòa, bởi vậy lượng kiến thức còn xa xa không bằng. Thiên công tỏa là thiên công sư sáng tạo ra cơ quan nghiêm mật nhất, dùng để giam giữ một ít bảo vật đặc thù hủy diệt không được, một khi khóa lại, cho dù là người thiết kế cũng mở không ra, cưỡng ép phá vỡ, sẽ trực tiếp hủy diệt đồ vật bên trong. Trương Huyền nói. Phân thân ngẩn ngơ. Thứ này khác thiên công tinh hộp, thiết kế ra chính là vì phong ấn. Trương Huyền gật đầu. Trước kia hắn gặp qua thiên công tinh hộp, dù khó mở ra, nhưng tìm được phương pháp vẫn có thể mở, mà thiên công tỏa trước mắt này, là nút chết, mục đích rất đơn giản, là khóa đồ vật ở bên trong, không cho phép đi ra. Có thể nói, một khi khóa kín, thần tiên cũng không phá nổi. Cưỡng ép động thủ, sẽ chỉ làm bên trong hủy diệt. Nếu là thứ này, chẳng phải đơn giản, chỉ cần bạo lực xung kích, để thiên công tỏa tự động hủy diệt, ngoan nhân không phải chết sao? Phân thân nháy con mắt. Bọn họ cũng không phải tới cứu ngoan nhân, có thể chết ở bên trong, tự nhiên tốt nhất. Cái này, không có đơn giản như vậy. Trương Huyền lắc đầu, cũng không nói chuyện, mà dọc theo bốn phía quay một vòng, nâng cằm, như có điều suy nghĩ. Thật đơn giản giống như phân thân nói, ngoan nhân làm sao bỏ mặc nhóm người mình tiến đến. Mặc dù không cách nào tới gần thiên công tỏa, chỉ cần nghĩ biện pháp dùng chân khí va chạm, có lẽ không đụng vào tế đàn, sẽ không gặp phải công kích a. Nếu thực đơn giản như thế, ngoan nhân quá dễ chết. Hắn không tin người mạnh như thế, có thể đơn giản bị chém giết như vậy. Chia ra bốn phía nhìn một chút, xem có phát hiện gì không. Tinh thần khẽ động, Trương Huyền truyền qua sở học mình gần đây kiến thức cho phân thân, mình thì vòng qua tế đàn, đi tới bốn phía. Địa cung rất lớn, bức tường giống như mê cung phía trên, toàn bộ dùng đặc thù chất liệu luyện chế thành, không còn là loại hình nham thạch. Nhíu mày, Trương Huyền duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chạm một cái. Hô! Một quyển thư tịch xuất hiện ở trong óc. Nhìn một cái, Trương Huyền nhíu mày. Cái này! Chương 2305, thả ngoan nhân ra một. Xem hết nội dung thư tịch, Trương Huyền thở ra một hơi. Trầm tư một chút, đi tới góc phòng, khoanh chân ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, phân thân đi tới, nghi ngờ hỏi. Ngươi làm gì thế? Mỗi lần ta có vấn đề nghĩ không ra, đều ưa thích diện bích suy tư, cân nhắc thiên địa vũ trụ, nhân thế tang thương. Xoay đầu lại, vẻ mặt của Trương Huyền tràn đầy học vấn. Diện bích suy nghĩ, vũ trụ tang thương. Phân thân ngơ ngác. Lúc nào mình có kỹ năng này? Vì sao trước kia không biết? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết bản tôn làm như vậy, khẳng định có mục đích của mình, nên không hỏi nhiều. Ta đi dạo, người tiếp tục. Nói xong xoay người rời khỏi. Đại khái qua một canh giờ, Trương Huyền mới thở ra một hơi, đứng dậy. Lúc này ánh mắt của hắn có chút ửng hồng, tựa hồ có chút tiêu hao tinh thần, lắc lư mấy lần suýt chút nữa ngã quỵ. Phân thân vội vàng đi tới trước mặt đỡ lấy, hắn mới ổn định thân hình. Ta không sao. Lắc đầu, thiên đạo chân khí vận chuyển ba cái chu thiên, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vừa rồi ta kiểm tra qua chung quanh. Trừ những vật này, không còn cơ quan, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là tầng cuối cùng của hòn đảo. Thấy hắn khôi phục, phân thân thấp giọng nói. Hơn một canh giờ, hắn đã nhìn chung quanh một lần. Tiếp nhận kiến thức của bản tôn trong khoảng thời gian này, lý giải với trận pháp cùng thiên công đều đạt đến thất tinh đỉnh phong, như vậy cũng tìm không ra vấn đề, nói rõ chung quanh có lẽ không còn cơ quan nữa. Trương Huyền gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Phân thân cau mày. Thật chẳng lẽ phải phá hư thiên công tỏa này, thả ngoan nhân ra. Hắn biết bản tôn khẳng định biết thứ gì, nhưng không muốn nói. Nếu như chúng ta thật phá hư thiên công tỏa, khẳng định sẽ bị tế đàn chém giết, trở thành chất dinh dưỡng của ngoan nhân.
Trương Huyền lắc đầu. Vậy, nghĩ biện pháp phá hư tế đàn này, tế đàn bị hủy, thiên công tỏa sẽ tự nhiên mở ra. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Đơn giản như vậy. Phân thân có chút không tin. Thiên công tỏa được thiết kế ra, liền không cách nào mở, phá hư tế đàn, liền có thể mở ra. Thật hay giả? Chỉ có thể thử một chút, lại nói, cho dù muốn phá vỡ thiên công tỏa, trước phải phá hủy tế đàn, nếu không căn bản không có cách nào tiếp cận. Trương Huyền lắc đầu. Trên tế đàn có kiếm khí đặc thù, thủ hộ thiên công tỏa, muốn tới gần, chỉ có thể trước phá nó. Đi tới trước mặt, Trương Huyền nhìn sang. Tế đàn này so với mấy cái trước càng thêm phức tạp, hoa văn, văn tự ở phía trên nhìn hoa cả mắt, căn bản không phân biệt được tác dụng. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một chuôi thánh khí hạ phẩm không có linh tính ném vào. Siêu 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 siêu. Thời gian nháy mắt, thánh khí liền bị kiếm khí xé vỡ nát. Khóe miệng của phân thân giật một cái. Thân thể của hắn, mặc dù băng cũng có thể hội tụ, nhưng linh hồn còn chưa đủ mạnh, thật muốn đi vào, nhìn uy thế của những kiếm khí kia, hồn phách khẳng định sẽ bị gạt bỏ. Tế đàn vận chuyển, con mắt của Trương Huyền đóng lại, một lát sau lần nữa mở ra, lật bàn tay một cái, lấy ra một đống trận kỳ. Cầm trận kỳ làm gì? Phân thân không hiểu. Không phải nghĩ biện pháp phá hư tế đàn sao? Dùng thứ này làm gì? Người thiết kế tế đàn này, thủ đoạn cực kỳ cao minh, đã đạt đến bát tinh, nếu như ngạnh xông qua phá trận mà nói, sẽ dẫn tới trận pháp bạo liệt, vô cùng nguy hiểm, cho nên. Ta ý định lấy trận phá trận. Trương Huyền nói. Lấy trận phá trận. Phân thân hiểu được. Lấy trận phá trận, là dùng một trận pháp mới, quấy nhiễu trận pháp hiện tại vận chuyển, phá hư kết cấu. Nói dễ, trên thực tế lại rất khó. Trận pháp lúc đầu liền ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Lại muốn sắp đặt một cái mới, hơn nữa uy lực tương đương đối phương. Độ khó bao lớn, có thể tưởng tượng được. Bất quá, phân thân biết bản tôn đã quyết định làm như vậy, khẳng định là chuẩn bị tốt rồi, lúc này không nói thêm lời, lui về phía sau mấy bước, trở lại chỗ thềm đá. Trương Huyền hít sâu một hơi, thân thể lơ lửng giữa không trung, bàn tay đột nhiên lắc một cái. Ô ô ô ô, lòng bàn tay có hàng trăm cây trận kỳ trực tiếp bắn ra ngoài, rơi vào các nơi hẻo lánh. Ầm ầm, một cái đại trận lập tức vận chuyển. Là tụ tinh trận. Phân thân nhận ra được. Không phải là sát trận, cũng không phải huyễn trận, mà là một loại. Tụ linh trận. Dù trận pháp này không có đạt tới cấp 8, nhưng cũng đạt đến tình trạng chuẩn cấp 8, sử dụng lực lượng thiên địa tinh thần, hội tụ linh khí. Dùng loại này phá hư tế đàn. Quả thực là biện pháp tốt. Mặc dù có đôi khi cảm thấy bản tôn rất yếu, thực lực kém xa hắn. Nhưng lúc này là phục sát đất. Uy lực của tế đàn cực mạnh, lấy thực lực của bản tôn, muốn dùng trận hủy diệt trận pháp cấp 8 của đối phương, là lực bất tòng tâm, nhưng loại tụ linh trận này liền không giống. Chương 2306, thả ngoan nhân ra 2. Hội tụ linh khí cho tế đàn, thoạt nhìn là trận pháp gia trì, có thể để cho uy lực mạnh hơn, nhưng bất kỳ vật gì đều có năng lực chịu đựng nhất định. Cho dù là trận pháp bát tinh cũng như vậy. Lúc đầu tế đàn không biết từ nơi nào mượn tới linh khí, lực lượng đầy đủ, không cần tiếp tục bổ sung. Mà bây giờ, hội tụ linh khí càng ngày càng nhiều, căn bản không chịu nổi. Trong lòng đang cảm khái, chỉ thấy bản tôn vì tăng nhanh trận pháp tụ linh, lấy ra hơn vạn viên linh thạch thượng phẩm, ném ở trong trận pháp. Ầm ầm, có nhiều linh khí như vậy tiếp tế, đại trận lay động, linh khí hùng hồn lập tức tạo thành bão táp năng lượng, khuấy động toàn bộ địa cung không ngừng lay động. Linh khí giống như vòi rồng ở dưới trận pháp khống chế, trực tiếp chui vào tế đàn. Tế đàn vốn yên lặng, LNN vận chuyển, ánh sáng không ngừng lóe lên, thời gian nháy mắt tựa như thổi bóng bay, không ngừng bành trướng. Oanh! Một tiếng nổ vang kịch liệt, cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Thành công! Ánh mắt phân thân sáng lên. Lúc đầu lấy năng lực của tụ tinh trận, muốn phá hư tế đàn, ít nhất cần một tháng, kết quả bản tôn ném ra nhiều linh thạch như vậy. Để tốc độ tăng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Vẫn chưa tới một nén nhang thời gian, cũng đã hư mất. Hủy đi tế đàn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay thu tất cả trận kỳ vào nhẫn, đang định đi tới trước mặt thiên công tỏa nhìn một chút, liền cảm thấy sát lục chi khí càng thêm nồng đậm, đồng thời một tiếng cuồng tiếu hưng phấn vang lên. Ha ha, Trương Huyền, xem ra dẫn người tới là đúng. Cảm ơn người giúp ta phá giải giam cầm, ngoan nhân ta rốt cục có thể rồng vào biển rộng. Dòng ruổi thiên địa. Nương theo thanh âm, một người một phân thân,
thân giống như bị lập tức giam cầm, một cỗ lực lượng cường đại tùy thời có thể nghiền ép hắn. Nguy rồi, hắn không ở trong thiên công tỏa, mà vây khốn hắn, hắn là cái tế đàn kia. Phân thân giờ mới hiểu được tới, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Trước đó, cảm nhận được sát lục chi khí xuất hiện từ trên thiên công tỏa, liền bản năng cho rằng ngoan nhân ở trong đó, chỉ cần phá hư tế đàn, liền có thể tìm đối phương. Hiện tại xem ra, tế đàn mới là mấu chốt vây khốn đối phương. Cùng thiên công tỏa không quan hệ. Mau rời đi. Giống như cũng vừa mới kịp phản ứng, con người của Trương Huyền co rụt lại, hô to một tiếng, bàn tay chảo một cái, thu phân thân vào không gian giới chỉ, bỗng nhiên bổ về phía trước một trường. Tê lạp, đại bi thiên ma trưởng uy lực vô tận, lập tức xé rách giam cầm không gian, hành giả vô cương vận chuyển, thân thể chợt lóe, đã đến cuối thềm đá. 10 cái hô hấp qua đi, đã đi tới vị trí của đám người hình đường chủ. Lúc này mọi người vẫn không tìm được cửa vào, bị vây ở trong địa cung, không thể chạy trốn. Trương sư, thấy hắn tới, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhanh rời khỏi. Trương Huyền vội vàng nói. Ngoan nhân thoát ly ràng buộc, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, kế trước mắt, chỉ có thể mau chóng chạy trốn. Phía trên có đoạn long tỏa, đi như thế nào? Ngô sư nói. Thời điểm tới, đoạn long tỏa đã phong kín đường ra, căn bản ra không được a hát. Không cần phải để ý đến cái này, đi theo ta. Không trả lời mọi người nghi vấn, Trương Huyền tiếp tục phóng đi. Mọi người theo sát, đi qua thềm đá hẹp dài, lần nữa nhìn thấy đoạn long tỏa xuất hiện ở trước mắt, phong tỏa con đường, như trấn áp người ở đây, nơi nào cũng không trốn thoát được. Làm sao bây giờ? Ngô sư lo lắng. Thực sự không thể, mọi người liên hợp lực lượng, thực lực của 9 người chúng ta, cho dù không đủ để phá hư, thông qua trận pháp hợp kích gia trì, hẳn cũng có thể đánh ra một con đường sống. Hình đường chủ cắn răng. Chỉ có thể như vậy. Ngô sư nhẹ gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy Trương sư đã đi tới trước đoạn long tỏa, bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng sờ sờ. Ngoan, nhanh mở ra, chúng ta muốn đi ra ngoài. Kẹt kẹt. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, đoạn long tỏa mà cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể mở ra, xuất hiện vết nứt, từ từ mở ra. Cái này. Tất cả mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Đoạn long tỏa không người có thể ra, cái này đã thành định lý. Vị trước mắt này sờ lên, nói mấy câu, liền mở nó ra. Quá khoa trương a. Đi mau. Trương Huyền vội xông ra ngoài. Thấy hắn rời khỏi, biết lúc này không phải thời điểm dầu dĩ, vội vã theo sau, mọi người vội vàng trốn ra đảo nhỏ. Ầm ầm. Đảo nhỏ lay động càng lớn, mọi người không dám dừng lại, đi tới hòn đảo trước đó, vừa mới đứng vững. Chỉ thấy trên quỷ quật bùn đất bắn tung tóe, toàn bộ đảo nhỏ trôi lơ lửng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đầm lầy Tề Bắc không cách nào phi hành, đây là người người đều biết, hiện tại toàn bộ đảo nhỏ trôi lơ lửng, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng để người khó có thể tin. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đảo nhỏ càng bay càng cao, thoát ly đầm lầy, ngay sau đó đảo lộn 90 độ, đồng thời bùn đất trên đảo không ngừng rơi xuống đầm lầy. Đây là một cái đầu người. Đột nhiên, Liều Điện chủ hô lên, thân thể phát run. Mọi người sững sờ, lần nữa nhìn lại, nương theo bùn đất trên hòn đảo rơi xuống, cả hòn đảo quả nhiên tựa như một cái đầu lâu, hai hồ nước chính là hai con mắt to lớn. Ha ha, ngoan nhân ta xem như rốt cuộc sống lại. Các ngươi muốn chết như thế nào? Con mắt chợt lóe, một âm thanh to lớn vang lên. Ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc, rốt cuộc sống lại. Chương 2307, hiếm thấy thầy trò 1. Cái này, cảm nhận được áp bức, thân thể tất cả mọi người cứng ngắc. Cái đầu người trước mắt này thực sự quá lớn, lực lượng vô cùng vô tận, dù không có động thủ, nhưng tỏa ra khí thế, đã phong tỏa không gian, muốn chạy trốn cũng không thể làm được. Đây là, xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Nuốt ngụm nước bọt, Ngô sư nói. Lấy thực lực của hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Đối phương đã đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, loại lực lượng này, không phải bọn họ có thể chống lại. Quả thực là xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Giống như trước đó ở Thanh Nguyên Thành phỏng đoán, ngoan nhân này quả thực đã đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh hơn Thanh Điền Hoàng rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Vội vàng nhìn qua, mọi người cực kỳ lo lắng. Đổi lại thực lực khác, xuất khiếu cảnh hậu kỳ, cố gắng một chút còn có thể chiến một trận.
loại xuất khiếu cảnh đỉnh phong này, mấu chốt là còn như thế lớn. Đánh như thế nào cũng thua a hát. Trương Huyền, người rất thông minh, có thể nghĩ ra thủ pháp lấy trận phá hư tế đàn. Thủ đoạn rất cao minh, bất quá, chính bởi vì ngươi cao minh, mới để cho ta thoát ly ràng buộc, ha ha. Thế nào, vẫn muốn giết ta, lại tự mình thả ta ra, chỉ có thể bị động chạy trốn, có phải cảm thấy rất hối hận hay không? Ổn định lơ lửng giữa không trung, mặt người càng ngày càng rõ ràng, lạnh lùng nhìn lại, trong mắt mang theo vui vẻ nghiền ngẫm. Không gian chung quanh đã bị hắn giam cầm, cho dù những người này muốn chạy trốn, cũng chạy không được, có thể nói đã là cá trong chậu, không có gì có thể sợ hãi. Là rất hối hận, bất quá đã như vậy, hối hận cũng vô dụng, ta chỉ là có chút tò mò, cái tế đàn kia, đến cùng là ai làm ra, sao có thể vây khốn ngươi. Trương Huyền có vẻ hối hận, cắn răng, nhịn không được nhìn qua. Chỉ là hắn một mực không hiểu. Tế đàn vừa nhìn liền biết là đồ vật của dị linh tộc, vì sao lại vây khốn đối phương. Dù sao ngươi lập tức sẽ bị thôn phệ, giải thích với ngươi cũng không sao. Cười lạnh, đầu người lơ lửng miệng mở ra, thanh âm tựa như sấm rền. Thứ này là Thanh Điền Hoàng làm. Thanh Điền Hoàng. Trương Huyền không hiểu, tràn đầy kinh ngạc. Hắn, không phải học sinh của ngươi, không phải cùng ngươi học tập vu hồn chi thuật sao? Học sinh của mình, làm sao làm ra tế đàn giam lão sư lại? Hừ, hơn 2000 năm trước, ta triệu hoán hắn tới, thời điểm đó ta chỉ là một đôi mắt vỡ vụn, cùng một đoạn suy nghĩ. Ngoan nhân hừ lạnh. Ta truyền thụ cho hắn vu hồn chi thuật, mục đích rất đơn giản, là muốn mượn lực lượng của hắn, giúp ta tìm kiếm những bộ phận khác, khôi phục thực lực. Ừm, Trương Huyền gật đầu. Điểm ấy không cần đoán, cũng có thể nghĩ ra. Có thể được xưng là ngoan nhân, tự nhiên là nhân vật hung ác, làm sao có thể là người hiền lành, thu học sinh, miễn phí truyền thụ vu hồn thuật đã thất truyền. Khẳng định có mục đích của mình. Cái tên này quả thực rất chú tâm, xem ta như lão sư. Thậm chí, bắt không biết bao nhiêu thiên công sư cùng luyện khí sư, siêu tập vô số bảo vật, giúp ta rèn đúc cái đầu lâu này. Ngoan nhân nói, thiên công sư rèn đúc. Trương Huyền nhớ tới dưới đất nhìn thấy những gian phòng lít nha lít nhít. Trước đó không biết dùng làm gì, hiện tại xem ra, có lẽ chính là những lỗ khảm trong đầu. Rèn đúc đầu lâu lớn như thế, không biết hao tốn bao nhiêu bảo vật, tiêu hao bao nhiêu nhân lực, xem ra 2000 năm qua. Số lượng thiên công sư cùng luyện khí sư chết còn nhiều hơn danh sư. Chỉ bất quá, phần lớn đều bị quỷ quật rèn luyện tâm cảnh thu hút, lại thêm thủ đoạn mịt mờ, không có bị phát hiện mà thôi. Bất quá, mới đầu tên này lễ độ cung kính, ta vẫn cho là bởi vì trung thành, không nghĩ tới. Thế mà muốn tính kế ta. Trong thanh âm của ngoan nhân lộ ra phẫn hận. Không biết lúc nào, tìm tới tế đàn, bề ngoài là vì để cho ta mau chóng khôi phục lực lượng. Trên thực tế phối hợp thiên công sư chế tạo đầu lâu. Vây khốn ta lại, không thể chạy trốn, chỉ có thể cầm tù ở đây. Cầm tù. Không sai, hắn không chỉ muốn cầm tù. Thật ra thì, mục đích nghe theo ta, học tập vu hồn cũng rất đơn giản, mới đầu liền đánh chủ ý đoạt xá ký ức, ý định thay thế ta. Ngoan nhân cười lạnh. Thanh Điền Hoàng, hoàng giả dĩ linh tộc, làm sao có thể nhẹ nhõm khuất phục người, dù đối phương là ngoan nhân đại đế. Đoạt xá. Giành lấy. Lắc đầu, Trương Huyền than thở một tiếng, thương hại nhìn qua. Ngươi một lão quái vật sống mấy vạn năm, từng cùng khổng sư chiến đấu qua. Thế mà bị Thanh Điền Hoàng nho nhỏ thiết kế. Bất kể nói thế nào, vị trước mắt này cũng từng cùng khổng sư chiến đấu qua. Thực lực mạnh mẽ không nói, thủ đoạn bảo mệnh cũng tầng tầng lớp lớp. Lại bị Thanh Điền Hoàng biến thành như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta đã sớm biết ý nghĩ của hắn, có điều. Hơn 2000 năm trước, ta mới vừa tỉnh lại, thực lực ngay cả thánh vực cũng không tới, căn bản không chống lại được. Nhất định phải mượn nhờ lực lượng cùng tài nguyên của hắn. Ngoan nhân hừ một tiếng, mắt sáng lên. Bất quá, hắn muốn giết ta, ta làm sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Chương 2308, hiếm thấy thầy trò 2. Ta ở trong óc hắn lặng lẽ lưu lại một đạo ý niệm, một khi gây bất lợi cho ta, liền có thể để hắn hình thần câu diệt. Cái này, khóe miệng giật một cái, Trương Huyền lắc đầu. Thật đúng là một đôi thầy trò tốt, người phòng bị ta phòng bị ngươi, người muốn giết chết ta cũng muốn giết chết ngươi. Vô gian đạo chơi rất thuận tay a hát. Chế tạo xong đầu lâu, ta muốn phục sinh, nắm giữ sức chiến đấu, nhất định phải tỏa ý niệm ra hết đảo nhỏ.
nhưng như vậy, sẽ rơi vào hôn mê ngắn ngủi. Chính là thừa dịp lúc này, hắn sử dụng tế đàn, lặng lẽ xuống tay với ta. Nghĩ đến chuyện này, ngoan nhân như còn giận dữ. Ngay thời điểm hắn muốn giết ta, ý niệm của ta ở trong đầu hắn có tác dụng. Hắn không muốn chết, tự nhiên phải nghe lời của ta lần nữa, có điều đối phương cũng có hậu thủ, ta cũng không dám thật chém giết hắn, cho nên chỉ có thể rằng coi như vậy. Cái này, đám người Ngô sư, Hình Đường chủ hai mặt nhìn nhau. Bối phận thầy trò cực kỳ quan trọng, ở danh sư đại lục, một khi phát hiện có học sinh khi sư diệt tổ, không có gì nhiều lời, trực tiếp giết chết. Nguyên nhân chính là như vậy, tất cả mọi người ở danh sư đại lục, bao quát tu luyện giả bình thường, đều cực kỳ kính trọng sư phụ. Thiên địa sư quân thân. Địa vị chỉ ở dưới thiên địa, thậm chí còn xếp trên quân vương, song thân. Thân phận như vậy, hầu như toàn bộ đại lục đều rất ít xuất hiện sự tình có học sinh ám hại lão sư. Đôi dị linh tộc này, lão sư ngày ngày muốn sử dụng học sinh ngày ngày nghĩ làm sao đoạt xá lão sư. Thật là hiếm thấy. Dị linh tộc chỉ thuần phục linh thần, đối với sư là không thèm để ý. Thấy bọn họ không hiểu, Trương Huyền giải thích. Hắn xem như gặp qua không ít dị linh tộc, quen biết rất nhiều người, thậm chí toàn bộ thanh điền nhất mạch, từ hoàng đến vương bị diệt không còn một mống, đối với tập tính của mấy gia hỏa này, biết rất rõ ràng. Bọn họ chỉ thuần phục linh thần, nghe theo mệnh lệnh của đối phương, hiến tế cho đối phương, cái gọi là sư. Căn bản không thèm để ý. Đừng nói chỉ là thiết kế lão sư, cho dù giết, ở trong mắt bọn hắn cũng rất bình thường, không tính là đại nghịch bất đạo. Nguyên nhân chính là như vậy, Thanh Điền Hoàng cùng Ngoan Nhân, dù ở chung hơn 2.000 năm, trên thực tế mỗi người đều có mục đích riêng, âm thầm đọ sức. Nếu không, lấy nhãn lực cùng kiến thức của Ngoan Nhân, lại thêm một vị hoàng giả, làm sao có thể hơn 2.000 năm trôi qua, vẫn bị vây ở chỗ này. Thậm chí, Trương Huyền có chút hoài nghi, Ngoan Nhân ở dưới địa cung của Ngô Dương Tử, sở dĩ có thể nắm giữ ý thức, cũng có liên quan đến Thanh Điền Hoàng. Có thể để cho Ngoan Nhân cũng sợ ném chuột vỡ bình, không biết. Hậu chiêu của Thanh Điền Hoàng này đến cùng là cái gì? Giải thích xong, Trương Huyền ngẩng đầu tiếp tục hỏi. Đến cùng là đồ vật gì, có thể để cho Ngoan Nhân ở dưới tình huống chiếm ưu thế to lớn, cũng không dám động thủ. Là tin tức liên quan tới truyền thế thiên phù. Ngoan Nhân nói. Xem ra bị vây không biết bao nhiêu năm, hắn cũng nhịn gần chết, đối mặt đám danh sư tùy thời có thể chém giết, nên nói nhiều một chút. Truyền thế thiên phù. Trương Huyền có kinh nghiệm siêu hồn Thanh Điền Hoàng, đã sớm biết tin tức này, không có quá ngoài ý muốn. Nhưng con người đám người Ngô sư lại co rụt lại. Không để ý tới mọi người khiếp sợ, Ngoan Nhân hừ một tiếng, tiếp tục nói. Là một khôi lỗi hiệu chung với hắn, tra ra được tin tức này, các người thân là danh sư, hẳn phải biết thứ này chân quý. Mọi người đồng thời gật đầu. Truyền thế thiên phù, là khổng sư tự mình lưu lại, liên lụy đến Xuân Thu Đại Điển, giá trị bao lớn. Không chỉ có thể để danh sư bình thường điên cuồng, cho dù danh sư cửu tinh ở tổng bộ danh sư đường, biết tin tức cũng vô cùng có khả năng kìm nén không được. Nếu như ta có thể được thiên phù, liền có thể thoát ly loại trạng thái người không ra người, quỷ không ra quỷ này, nhẹ nhõm tìm được các bộ phận khác của mình, khôi phục thực lực đỉnh phong. Thậm chí còn có thể cướp đoạt Xuân Thu Đại Điển, vượt qua khổng sư. Con mắt thật to không ngừng lóe lên, Ngoan Nhân tràn đầy hưng phấn. Sĩ linh tộc bình thường. Đạt được truyền thế thiên phù, khả năng cũng sẽ không có tác dụng, nhưng Ngoan Nhân này, cùng khổng sư đấu không biết bao nhiêu lần, tất nhiên biết phương pháp sử dụng, phát huy ra công hiệu lớn nhất. Tình huống hiện tại của ta không cách nào rời khỏi, muốn có được truyền thế thiên phù, chỉ có thể dựa vào hắn. Cho nên, chỉ có thể giữ lại tính mạng của hắn. Hơn nữa, hắn còn biết vị trí một bộ phận phân thân của ta, giết đi, muốn dung hợp liền khó khăn. Ngoan Nhân nói tiếp, cái này... Trương Huyền gật đầu. Lực hấp dẫn của truyền thế thiên phù thực sự quá lớn, lại thêm khát vọng khôi phục thực lực, để hắn không dám là chém giết cũng rất bình thường. Ngươi nói, một khôi lỗi hiệu chung với Thanh Điền Hoàng nói, có thể tra ra tin tức này, thậm chí ngay cả Điền Thanh Phó Đường Chủ cũng không biết. Địa vị của khôi lỗi này hẳn không thấp a. Trong lòng hơi động, Trương Huyền nghe được vấn đề trong lời nói của hắn, hỏi lần nữa. Điền Thanh Phó Đường Chủ, là ý niệm của Thanh Điền Hoàng. Không tính là khôi lỗi. Trung Thanh Vương, chỉ có thể coi là chó săn, tự nhiên càng không tính là gì, cái khôi lỗi này, có thể có được tin tức của truyền thế thiên phù, địa vị tất nhiên không thấp. Có thể sẽ là ai? Vì cái gì trong ký ức của Thanh Điền Hoàng không có ghi chép?
không cần dụ ta nói, vị này đã hiệu chung với ta. Ngoan nhân cười lạnh, dường như đã giải thích xong, không muốn nhiều lời, ánh mắt phát lạnh, một đạo sát khí trực tiếp lan tràn tới mọi người. Tốt rồi, biết nhiều bí mật như vậy, các ngươi có thể lên đường. Ầm ầm, một đạo lực lượng hùng hồn bỗng nhiên nghiêng ép xuống, mọi người hô hấp dồn dập, cảm giác ngực sắp nổ tung. Chương 2309, Lưu Dương nguy cơ thượng. 1. Trương sư, chúng ta gánh thay ngươi, ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn. Tiến về phía trước một bước, chân khí trong cơ thể Ngô sư, hình đường chủ điên cuồng tuôn ra, ngăn lực lượng lan tràn đến, bảo hộ mọi người ở trung tâm. Người trước mắt thực quá lớn, quá đáng sợ, bọn họ khẳng định là trốn không thoát, nhưng liều mạng mà nói, có lẽ có thể để cho Trương sư rời khỏi. Hắn là tương lai của nhân tộc, không thể chết ở chỗ này. Trốn, nếu như trước khi hòn đảo hoàn toàn lơ lửng, xoay người rời đi mà nói, có lẽ còn có thể trốn được, hiện tại. Trương Huyền lắc đầu. Hắn nói nhiều như vậy, các ngươi tưởng là hắn thật sự lắm lời. Tìm đối tượng thổ lộ. Cái này. Mọi người sững sờ. Đối phương giải thích dính dáng quá nhiều bí mật, quá mức kinh thế hãi tục, để mọi người trong lúc nhất thời quên chạy trốn, hiện tại xem ra, chỉ sợ là vì kéo dài thời gian. Ý niệm của hắn mới vừa từ trong trấn áp trốn ra, muốn thống ngự hòn đảo to lớn như vậy, cần thời gian nhất định. Cho nên dùng tin tức thu hút chú ý của chúng ta, trong khoảng thời gian này, đã hoàn toàn nắm đầu lâu trong tay, cho dù có thể lao ra, đầm lầy lớn như vậy. Chúng ta cũng trốn không thoát, làm không cẩn thận, còn có thể bởi vì cuống cuồng, rơi vào địa phương nguy hiểm, tự tìm đường chết. Trương Huyền cười khổ. Thực lực của đối phương, cho dù đám người Ngô sư, hình đường chủ liều chết, cũng kéo không được bao lâu, cho dù trốn, lại có thể trốn bao xa. Chỉ sợ hơn 10 dặm cũng không đi ra, liền sẽ bị đuổi kịp. Trương sư biết loại tình huống này, vì sao vừa rồi không trốn? Quý Thiên Hùng có chút nhịn không được. Người đã nhìn ra mục đích của đối phương, vì cái gì không trốn, còn ở đây một mực hỏi thăm. Bây giờ đối phương đã hoàn toàn nắm hòn đảo, thực lực đạt đến đỉnh phong, lại muốn chạy trốn đã không thể nào. Không có trả lời hắn, Trương Huyền tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn về phía đầu lâu. Chúng ta khẳng định trốn không thoát, cũng không chống lại được thực lực của ngươi bây giờ. Hiện tại chỉ muốn biết, ngươi nói khôi lỗi kia đến cùng là ai? Khặc khặc, nói thật, ở dưới loại tình huống này còn quan tâm chuyện kia, tâm tính cùng định lực, cho dù so ra kém Khổng sư năm đó, cũng không xê xích gì nhiều. Thiên tài như thế, ta cũng có chút không muốn giết. Khóe miệng Ngoan nhân nhếch nhếch, mắt sáng lên. Như vậy đi, chỉ cần ngươi hiệu chung với ta, hiến tế linh hồn, không chỉ nói cho ngươi, còn lưu tính mệnh của ngươi, về sau đạt được truyền thế thiên phù, còn có thể dẫn ngươi đi tìm Xuân Thu Đại Điển, giúp ngươi trở thành vạn thế chi sư. Hiệu chung. Trương Huyền lắc đầu. Một ngày danh sư, cả đời danh sư, đầu nhập vào dị linh tộc, ta làm không được, bất quá. Cho dù không nói khôi lỗi kia là ai, hiện tại ta đã đoán không sai biệt lắm. Ồ, trong mắt Ngoan nhân mang theo nghiền ngẫm, như không tin hắn có thể đoán được. Hẳn là hoàng đế của Thanh Nguyên đế quốc Sở Thiên Hành. Trương Huyền thản nhiên nói. Ừm, trong mắt của Ngoan nhân hơi híp. Có thể nắm tin tức linh thông hơn Điền Thanh phó đường chủ, tất nhiên thân ở địa vị cao. Ngô sư là danh sư chân chính, cầu đường chủ bị giết. Khả năng duy nhất. Chỉ có vị hoàng đế bệ hạ này. Trương Huyền nói. Thật ra thì điểm ấy không khó đoán. Thanh Nguyên đế quốc, có thể biết tin tức của truyền thế thiên phù, tuyệt đối đều là quyền cao chức trọng, ngay cả thân phận của Trung Thanh Vương cũng không thể biết, trừ vị hoàng đế bệ hạ này, thực sự nghĩ không ra những người khác. Lại thêm cử động của vị hoàng đế này, đã làm cho hắn hoài nghi. Trung Thanh Vương bị bắt, tiêu tốn đánh đổi to lớn cũng muốn bảo lãnh, tới thăm viếng Trung Thanh Vương. Danh sư đường liền có 8 vị danh sư bị câu hồn phách. Trước đó không nghĩ ra, bây giờ nghe Ngoan nhân đã thuần phục khôi lỗi này, hơi liên hệ, liền có thể tưởng tượng ra. Không hổ là thiên nhận danh sư, tư duy quả nhiên nhanh chóng, nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Ngoan nhân cười lạnh, không còn che lấp. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lời nói đã nói đến nước này, che lấp lại không có ý nghĩa gì. Thiên nhận danh sư, Trương sư là... Thiên nhận danh sư, đám người Quý Thiên Hùng, hình đường chủ đều ngẩn ngơ. Trong mọi người, chỉ có Ngô sư biết thân phận của Trương Huyền, cái khác đều không biết. Giờ phút này nghe dị linh tộc kia nói như vậy, tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh, khó có thể tin. Thiên nhận danh sư,
vạn cổ không một, danh sư đại lục có lịch sử ghi chép nhiều năm như vậy, cũng chỉ xuất hiện một vị khổng sư. Vị trước mắt này cũng là... Làm sao, các ngươi còn không biết? Ha ha, hắn là thiên nhận danh sư, tồn tại được thiên địa công nhận, chỉ cần sống sót, nương theo tu vi tăng thêm, tuyệt đối có thể trở thành vạn thế chi sư. Thấy mọi người đều không biết, ngoan nhân hừ một tiếng, ánh mắt phát lạnh. Bất quá, hiện tại không có cơ hội, ta cùng khổng sư chiến đấu nhiều lần, thủ đoạn của hắn ta hết sức quen thuộc, cho dù bây giờ ngươi có nhiều phương pháp hơn nữa, cũng vô dụng. Thế nào, quy thuận ta, có thể không chết, nếu không, không chỉ ngươi chết. Học sinh, thân bằng hảo hữu của ngươi, đều sẽ giết không còn một mống. Nói thật cho ngươi biết, thời điểm các ngươi đi tới nơi này, ta đã thông chi Sở Thiên Hành, để hắn trước bắt học sinh của ngươi lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đã bị khống chế. Ngoan nhân cười lạnh. Bắt học sinh của ta. Ánh mắt của Trương Huyền phát lạnh. Không nghĩ tới, đối phương thân là đại đế, cư nhiên không biết liêm sỉ, làm ra chuyện xấu xa như thế. Không sai. Ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin tưởng. Học sinh của ta, ở chiến sư đường tu luyện, có nhiều chiến sư như vậy bảo hộ, cho dù Sở Thiên Hành muốn động thủ, cũng không có lá gan này. Trương Huyền khẽ nói. Hiện tại hắn chỉ có một thân truyền, Lưu Dương. Chương 2310, Lưu Dương nguy cơ thượng. 2. Trước khi đi chuyên môn dặn dò, ở chiến sư đường tu luyện. Cho dù Sở Thiên Hành là hoàng đế của Thanh Nguyên đế quốc, chỉ sợ cũng không dám đi chiến sư đường dương oai. Để Sở Thiên Hành trực tiếp động thủ, khẳng định không thể. Nhưng nếu mời thì sao? Ngoan nhân cười nói. Mời. Trương Huyền căng thẳng. Trước khi bọn họ đến, cũng chỉ hoài nghi Sở Thiên Hành, phái danh sư nhìn chằm chằm. Nhưng không có chứng cớ xác thật. Thân là đế vương một nước, tự mình mời học sinh của hắn đi hoàng cung làm khách, Lưu Dương hẳn là không có lý do cự tuyệt. Vừa tới hoàng cung, liền thật không có biện pháp. Hiện tại danh sư đường đường chủ, chiến sư đường đường chủ đều đến nơi này, cho dù muốn cứu người, cũng rất khó làm được. Biết ngươi tới nơi này, không lưu chút thủ đoạn, ngươi cảm thấy ta có thể đấu với khổng sư. Thấy bộ dáng của hắn, ngoan nhân cười lạnh. Được rồi. Ta cho ngươi thời gian lựa chọn, hàng phục ta, ngươi cùng học sinh của ngươi đều có thể sống, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi vu hồn bí pháp hoàn chỉnh. Giúp ngươi trở thành vạn thế chi sư, không thần phục, trước giết học sinh của ngươi. Cái này, Trương Huyền híp mắt lại, lâm vào lưỡng nan. Lần thứ nhất bị người uy hiếp như vậy. Thanh Nguyên Thành, chiến sư đường. Ngày thứ ba đám người Trương Huyền rời đi, trong đường nghênh đón một vị khách nhân, Hoàng đế Thanh Nguyên đế quốc Sở Thiên Hành. Chu đường chủ, lần này khả năng còn phải làm phiền ngươi một chút, hiện tại Trung Thanh Vương còn bị danh sư đường giam giữ, thật ra thì hắn cũng không có sai lầm quá lớn, chủ yếu là cùng Trương sư náo loạn chút mâu thuẫn, lần này tới, là muốn làm phiền ngươi giới thiệu giúp, để cho ta bồi tội. Sở Thiên Hành vui vẻ nói. Phía sau đi theo mấy hộ vệ, phía trước là vũ khí điện Chu điện chủ. Đám người hình đường chủ, Ngụy điện chủ, Lưu điện chủ rời khỏi. Hắn tạm thời chủ trì công việc của chiến sư đường. Thực không tiện, bệ hạ tới không khéo, hiện tại Trương sư đang bế quan, không tiện gặp khách. Chu điện chủ lắc đầu cười khổ. Trước khi hình đường chủ đi đã chuyên môn thông báo, bọn họ rời khỏi, không thể dò gì tin tức, nếu có người đến tìm, nhất quyết từ chối, nói là bế quan. Đối phương là hoàng đế của Thanh Nguyên đế quốc, cho dù chiến sư đường chỉ nghe danh sư đường sai khiến, bàng quan thế tục, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Bế quan, như vậy đi, ta nghe nói Trương sư còn có một vị thân truyền, gọi là Lưu Dương. Không biết ta có thể gặp mặt một lần hay không, nghe nói hắn tuổi mới 17, ta vừa vặn có một ái nữ, tuổi tác tương đương hắn, dung mạo cũng tạm được, có thể giới thiệu bọn họ quen biết một chút. Sở Thiên Hành vội nói. Cái này, đối phương muốn gặp Trương Huyền, từ chối đã thật không tiện, gặp một học sinh lại từ chối, chỉ sợ có chút bất cận nhân tình. Như vậy đi. Ta phái người hỏi thăm một chút, nếu như Lưu Dương không nguyện ý đi ra, vậy ta cũng không có biện pháp. Dừng lại một chút, Chu điện chủ nói. Vậy làm phiền điện chủ. Sở Thiên Hành cười cười. Ngươi cũng biết, lần này ta là chuyên môn tới chữa trị quan hệ, mong điện chủ có thể nói ngọt. Nhẹ gật đầu, Chu điện chủ dặn dò một tiếng, một vị chiến sư lập tức lui ra ngoài. Vị chiến sư này vội vã đi đến nơi ở của Lưu Dương, còn chưa tới trước mặt. Liền nghe thanh âm bành 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 không ngừng vang lên. Gõ cửa đi vào,
lập tức nhìn thấy vị thân truyền của Trương Sư đang liều mạng tu luyện, mồ hôi chảy ròng ròng, làm toàn bộ quần áo ướt đẫm, bởi vì dùng sức quá độ, vẻ mặt đã có chút trắng. Lưu Thiếu, ngươi kiềm chế một chút, ta xem ngươi thật giống như có chút dùng sức quá độ. Tiếp tục như vậy, tu vi tiến bộ chậm không nói, còn dễ dàng làm bị thương bản nguyên. Vị chiến sư này nói. Chiến tử rõ ràng dặn dò, nhìn thấy Trương Sư lấy lão sư đối đãi, vị Lưu Dương trước mắt này, không phải danh sư, cũng không phải chiến sư, đành phải xưng hô Lưu Thiếu hoặc Lưu Công Tử. Dù chỉ là chiến sư bình thường, nhưng có thể trở thành một thành viên của chiến sư đường, đều là tồn tại tài năng xuất chúng trong danh sư, liếc mắt liền nhìn ra, vị Lưu Thiếu trước mắt này, dùng sức quá mạnh, đã có chút thoát lực. Khắc khổ tu luyện là chuyện tốt, nhưng tu luyện quá mức, vượt ra khỏi thân thể phụ tải. Một khi làm bị thương cơ sở, lại muốn chữa trị liền khó khăn. Mấu chốt nhất là, vì cái trước mắt quá mức, tâm cảnh sẽ sụp đổ, rất dễ dàng sinh ra khúc mắc, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ta biết, nhưng mà thời gian không đợi người. Lưu Dương lau mồ hôi, ngừng lại, nắm đấm kìm lòng không được siết chặt. Lão sư, bảy vị thân truyền. Triệu Nhã, Lộ Sung, Viên Đào, Ngụy Như Yên, Trịnh Dương, Vương Dĩnh. Tất cả đều có đường ra của mình, hơn nữa một cái so với một cái lợi hại. Hắn theo sát sau lưng lão sư, tu vi lại tăng trưởng cực chậm. Trong lòng mang theo áp lực nồng đậm. Nhất là tận mắt thấy Trịnh Dương thành chiến tử, dốc sức chấn áp bát phương. Thì càng thêm lo lắng, tâm tính cả người có chút mất cân bằng. Hắn cũng muốn mạnh, muốn trở nên mạnh hơn, không thể yếu hơn những người khác. Trong lòng nhẫn nhịn một hơi, liều mạng tu luyện, dù thân thể không chịu nổi cũng phải kiên trì. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu Dương nhìn qua. Nếu như không có chuyện gì, ta muốn tiếp tục tu luyện. Chương 2311, Lưu Dương nguy cơ hạ. 1. Là như vậy, Hoàng đế Thanh Nguyên đế quốc Sở Thiên Hành, muốn chữa trị quan hệ với Trương Sư, đặc biệt tới lấy lòng. Trương Sư bế quan tu luyện, không tiện gặp khách, cho nên hắn muốn mời ngươi đi qua. Vị chiến sư này vội nói. Mời ta đi qua, nói với hắn, không rảnh. Lưu Dương khoát tay áo. Hiện tại hắn thiếu nhất là thời gian, từng phút từng giây cũng không lãng phí được. Lưu Thiếu, tu luyện không thể một mực kéo căng dây đàn, còn cần kết hợp lao động nhàn hạ. Dù vị hoàng đế này cùng Trương Sư náo chút mâu thuẫn, có điều lần này trong mắt của ta, hình như là thành tâm cầu hòa, không bằng gặp mặt một lần, cũng coi như kết cái thiện duyên. Dù sao đối phương cũng là hoàng đế của Thanh Nguyên đế quốc, ngộ nhỡ bởi vậy ghi hận, xuống chút ám chiêu. Chẳng phải là cho Trương Sư thêm phiền phức. Vị chiến sư này nói. Cái này, cũng được. Lưu Dương trần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Sáu vị đồng môn khác đều vì lão sư làm vẻ vang, tranh sáng, chỉ có hắn còn ăn bám lão sư. Như là ký sinh trùng. Không thể làm vẻ vang cho sư môn, nếu lại cho thêm phiền phức, hắn còn mặt mũi nào sống trên đời. Tùy ý đi tắm một chút, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, theo sau lưng chiến sư đi tới đại sảnh. Ngươi chính là Lưu Dương tiểu huynh đệ, tại hạ nghe đại danh đã lâu. Có thể trở thành môn hạ của Trương Sư, về sau tiền đồ vô lượng. Thấy hắn đi tới, Sở Thiên Hành mặt đầy ý cười tiến lên đón, không có chút ra vẻ nào. Bệ hạ khách khí. Lưu Dương hơi kinh ngạc, nhẹ gật đầu nói. Cũng không phải khách khí gì, ta là thật tâm muốn hòa giải quan hệ, ngươi cũng biết, lần trước bởi vì sự tình Trung Thanh Vương, cùng Trương Sư huyên náo không quá vui vẻ. Sở Thiên Hành vẫy tay một cái, sau lưng có một hộ vệ đi tới, đưa qua một cái hộp ngọc. Đây là bồi lễ ta chuyên môn đưa cho Trương Sư nói xin lỗi, mong không nên chối từ. Lưu Dương nhíu mày, tiện tay mở hộp ngọc ra, một cỗ linh khí nồng nặc lập tức phun ra ngoài. Tinh nguyên thượng phẩm, 5 viên. Cái này, thân thể Lưu Dương cứng đờ. Sự tình lão sư nhu cầu cấp bách tinh nguyên thượng phẩm, hắn cũng biết, nếu như có thể đạt được. Xem như giúp cho lão sư rất lớn. Ha ha, cái này là cho Trương Sư, ta cũng chuẩn bị quà tặng cho ngươi. Thấy biểu lộ của hắn thay đổi, Sở Thiên Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa vẫy tay, lại một hộ vệ tiến lên, đưa tới một cái hộp. Ta biết tiểu huynh đệ quyền pháp vô địch, đặc biệt đi luyện khí sư công hội, tiêu tốn số tiền lớn chế tạo một bộ quyền sáo. Đã đạt đến thánh khí hạ phẩm, vừa vặn phù hợp ngươi. Kẹt kẹt, nương theo hắn nói. Hộ vệ mở hộp ra. Một đạo lực lượng nồng đậm từ bên trong tán giật ra, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là một bộ quyền sáo, phía trên tinh quang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại cảm giác thánh khí uy áp.
Cái này. Ít hầu của Lưu Dương phát khô, thân thể không tự chủ được cứng ngắc. Nói thật, hắn đã sớm muốn một bộ quyền sáo, phối hợp quyền pháp có thể phát huy ra uy lực to lớn, chỉ là lão sư quá bận, hắn thật không tiện mở miệng, lúc này thấy được loại cấp bậc này, lập tức kích động. Vô công bất thụ lộc, vật chân quý như vậy. Lưu Dương chần chờ một chút, nói. Tiểu huynh đệ nói gì vậy, có thể kết giao ngươi, xem như vận khí của ta, một thánh khí hạ phẩm mà thôi, không tính là gì. Sở Thiên Hành nở nụ cười. Vậy thì tốt, bệ hạ đã khách khí như thế, ta liền nhận, bên lão sư, ta sẽ thay bệ hạ truyền thiện ý. Đưa tay nhận lấy, mang trên tay, cảm giác lớn nhỏ vừa vặn phù hợp, càng xem càng ưa thích. Kiện binh khí này, bởi vì là vừa mới chế tạo ra, còn không có linh tính, vừa đến tay liền có thể sử dụng, miễn đi phiền phức luyện hóa. Thật không cần khách khí. Sở Thiên Hành cười nhìn qua. À, đúng rồi. Tối nay Hoàng cung tổ chức gia yến, mấy con gái tuổi nhỏ của ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, đòi muốn gặp mặt một lần, mong tiểu huynh đệ có thể qua một chút. Cái này, Lưu Dương dừng lại một chút. Nếu là gia yến, ta đi qua không tốt lắm đâu. Khách khí, có thể gặp gỡ ở Thanh Nguyên đế quốc, chúng ta liền là người một nhà. Lúc đầu ta muốn mời Trương Sư, đáng tiếc Trương Sư bế quan, không cách nào rời khỏi. Nếu huynh đệ có thể đến... Hoàng thất chúng ta cũng coi như rồng đến nhà tôm. Sở Thiên Hành cười rạng rỡ, trong mắt mang theo thành khẩn. Ta còn muốn tu luyện. Lưu Dương nói. Cũng không phải kéo một hai ngày a. Tiểu huynh đệ cũng có thể cùng những hoàng tử không nên thân của ta trao đổi một chút, thuận tiện dạy bảo bọn họ, để bọn họ biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu không tự cao tự đại, tưởng là vô địch thiên hạ, để cho ta đau đầu. Sở Thiên Hành nói tiếp. Cái này. Lưu Dương trần chờ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thôi được. Đối phương cho quyền sáo, vừa vặn hắn cũng muốn thử một chút, nếu như có thể thừa cơ tăng cường uy danh của lão sư, cũng không coi là gì. Nói thật, 7 đệ tử của lão sư, đi 6 cái, một cái so với một cái ưu tú. Trong lòng của hắn áp lực quá lớn, nóng lòng chứng minh mình, hiện tại có cơ hội này, đương nhiên sẽ không chối từ. Thấy bọn họ thương nghị xong, Chu Điện Chủ cũng không tiện nhiều lời. Làm ra quyết định, Lưu Dương cũng không có gì có thể thu dọn, theo sát sau lưng Sở Thiên Hành, đi đến Hoàng Cung. Đi vào Hoàng Cung, quả nhiên thấy yến hội đã bắt đầu, vô số hoàng tử, công chúa đi trong đó, từng cái tinh thần phấn chấn, lực lượng cường đại. Không hổ là công chúa của Phong Hào Đế Quốc, một cái so với một cái xinh đẹp, ngồi ở trong đó, Lưu Dương nhìn một hồi, chỉ cảm thấy có chút hoa mắt. Mặc dù kém đám người Triệu Nhã, Vương Dĩnh rất nhiều, nhưng từng cái xinh đẹp. Nhất cử nhất động lộ ra phong tình, để hắn cũng có chút đạo tâm bất ổn. Lưu Dương công tử. Lúc này, một thanh niên đi tới trước mặt. Ngươi là... chương 2312, Lưu Dương nguy cơ hạ. 2. Lưu Dương nhíu mày. Từ quần áo có thể thấy được là một vị hoàng tử, chẳng qua địa vị không cao, trước đó lúc Sở Thiên Hành giới thiệu, cũng không nói tỉ mỉ qua. Tại hạ Sở Tường, là hoàng tử thứ 77 của Thanh Nguyên đế quốc. Thanh niên cười khổ. Ta cùng Trương Sư, từng có duyên phận gặp mặt hai lần, được cho là bằng hữu. Nếu như Trương Huyền ở đây nhất định có thể nhận ra, không phải người khác, chính là Sở Tường gặp phải ở Kinh Hồng Sư Công Hội cùng Luyện Khí Sư Công Hội. Không nghĩ tới, lại là một vị hoàng tử. Khó trách, vừa ra tay liền là một viên tinh nguyên thượng phẩm. Lúc trước Trương Huyền đòi Sở Thiên Hành 100 viên linh thạch trao đổi Trung Thanh Vương, người sau từng nói qua. Linh thạch ban thưởng cho hậu bối, trong quốc khố cũng không nhiều. Bạn của lão sư, thất kính thất kính. Lưu Dương đứng dậy. Không cần khách khí. Sở Tường cười gật đầu. Hai người trò chuyện một hồi, trong lúc đó lại có mấy vị công chúa tới mời rượu. Lưu Dương hết sức cao hứng, uống nhiều mấy chén, mí mắt cảm thấy có chút mơ hồ, thân thể nhoáng một cái, hôn mê bất tỉnh. Người đâu, nhốt hắn vào địa lao, cắt đứt truyền tin, khống chế tất cả tin tức. Sở Thiên Hành đi tới trước mặt, con mắt chợt lóe. Vâng. Mấy hộ vệ đi tới, khóa Lưu Dương lại, mang đi xuống. Phụ hoàng, cái này, đây là có chuyện gì? Sở Tường sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi không cần phải để ý đến. Sở Thiên Hành khoát tay áo. Nhưng, hắn là học sinh của Trương Huyền. Trương sư xông đường thành công, danh sư đường cũng sợ hãi, giam giữ học sinh của hắn, ta sợ. Sở Tường cuống cuồng. Đủ rồi, người bình thường liều lĩnh,
che giấu tung tích ở bên ngoài làm loạn thì thôi, chuyện này, ta tự có đúng mực. Không thèm để ý đối phương, Sở Thiên Hành sải bước đi ra ngoài. Sở Tường siết chặt nắm đấm. Hắn là con trai thứ 77 của Hoàng đế, lại là Tần Phi sinh ra, địa vị không cao. Vì có thể gây chú trọng, cố gắng tu luyện, không chỉ thành luyện khí sư thất tinh, tuổi còn trẻ liền đạt đến thai anh cảnh. Vốn cho rằng như vậy có thể được khen ngợi, ai biết. Bị người hạ độc thủ, nguyên thần hao tổn. Từ ngày đó bắt đầu, hắn mới hiểu được, hoàng gia không tình thân, có chỉ là lợi ích. Ngay sau đó, mới đổi lại quần áo lụa là, lưu luyến thanh lâu cùng nữ nhân. Thoạt nhìn phóng đãng ngỗ ngược, trên thực tế đều là giả tưởng. Bởi vì không làm như vậy mà nói, những hoàng tử tranh quyền đoạt thế kia khẳng định sẽ giết chết hắn. Những thủ đoạn này của các hoàng tử, phụ hoàng không có khả năng không biết. Nhưng không có khuyên can, để hắn càng thêm nản lòng thoái chí. Vốn cho rằng lần này quan hệ trương sư với thân thiết, phụ hoàng sẽ hoàn toàn đổi mới, không nghĩ tới bắt học sinh của đối phương. Hắn và Trương Huyền gặp qua mấy lần, biết đối phương từ trước tới nay bao che khuyết điểm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, phiền phức liền lớn. Không thể, phải nói chuyện này cho trương sư, nếu như về sau thật sự có hiểu lầm gì đó, cũng có thể giao thiệp tốt hơn. Híp mắt lại, đã có quyết định. Thủ đoạn của trương sư, hắn là tận mắt thấy, tuyệt đối là nhân vật như thần long, loại người này chỉ có thể kết giao, quyết không thể đắc tội. Chẳng biết tại sao phụ hoàng lại muốn bắt học sinh của đối phương, nhưng nhìn bộ dạng, hỏi thăm khẳng định cũng hỏi thăm không ra. Đã như vậy, không bằng lặng lẽ nói cho trương sư, về sau nếu hai bên gây ra mâu thuẫn, cũng có thể từ đó hòa giải. Biết bây giờ không phải là thời điểm nói nhiều, Sở Tường an tĩnh tham gia xong yến hội, lúc này mới ly khai hoàng cung. Trở lại chỗ ở của mình, nghỉ ngơi rất lâu, thay đổi y phục, lặng lẽ đi đến chiến sư đường. Người tìm ai? Một vị chiến sư chặn đường. Tại hạ là bạn của trương sư, đặc biệt tới thăm hỏi. Sở Tường đưa danh thiếp tới. Bạn của trương sư, ngươi chờ một chút. Vị chiến sư này giật nảy mình, vội vã cầm danh thiếp đi ra ngoài. Thời gian không dài, một tên mập theo ở phía sau đi tới. Nguyên lai là Sở Tường công tử, tại hạ quản gia Tôn Cường, thiếu chủ đã từng nói qua ngươi. Không biết tới tìm ra thiếu chủ là có chuyện gì. Tôn Cường cười nhìn qua. Thấy không phải trương sư đi ra, Sở Tường có chút nóng nảy, nhịn không được nói. Ta có chuyện quan trọng tìm trương sư, mong quản gia thông báo. Thiếu gia nhà ta đang bế quan tu luyện, không thể quấy nhiễu, ta cũng không có cách nào. Tôn Cường khoát tay áo. Công tử có chuyện gì, nói với ta là được, đợi thiếu gia bế quan đi ra, ta lại nói cho hắn. Cái này, thấy đối phương nói như vậy, dừng lại một chút, biết chắc không thấy được trương sư, Sở Tường đành phải lắc đầu, bố trí cấm chế cách âm. Là như vậy, học sinh của trương sư Lưu Dương, bị phụ hoàng ta bắt. Lưu Dương tiểu thiếu gia bị bắt. Tôn Cường sững sờ, con mắt lập tức híp lại. Chương 2313, Thiến Hoàng Đế Thượng. 1. Người khác không biết tình cảm của Trương Huyền đối với mấy học sinh này, nhưng hắn một đường theo tới, là biết hết sức rõ ràng. Vì đệ tử, một mình khiêu chiến một vương quốc, vì Triệu Nhã cùng Vương Dĩnh, mở miệng uy hiếp một phương thế lực lớn, vì Ngụy Như Yên, cam tâm phạm hiểm. Tình cảm thầy trò, có thể so với Nhật Nguyệt. Nếu như Lưu Dương quả thật xảy ra chuyện, có thể đoán được. Vị thiếu gia này của mình tuyệt đối sẽ vọt thẳng đến Thanh Nguyên Hoàng Cung, không nháo đến long trời lở đất, quyết sẽ không bỏ qua. Làm sao bây giờ? Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đối ngoại bày tỏ thiếu gia bế quan, nhưng hắn biết đi chỗ rất xa, trong thời gian ngắn căn bản không về được. Trong lúc này, Lưu Dương xảy ra chuyện, trở về khẳng định sẽ lột da của hắn. Đa tạ Sở Tường công tử báo tin, tại hạ ghi nhớ vào lòng, hiện tại ta liền đi bẩm báo thiếu gia. Hỏi thăm kỹ càng một lần, biết tình huống, Tôn Cường nhìn Sở Tường ôm quyền, xoay người quay trở về. Thời gian không dài, đi tới nơi ở của Chu Điện Chủ. Chuyện chính là như vậy, mong Điện Chủ có thể phái người theo ta đi Hoàng Cung cứu người. Nói rõ tin tức biết được một lần, Tôn Cường nói. Đi Hoàng Cung cứu người. Chu Điện Chủ trần chờ. Cái này dính dáng quan hệ giữa chiến sư đường, danh sư đường cùng thế lực địa phương. Mặc dù ta có thể phái chiến sư đi qua đòi người, nhưng mà rất dễ dàng kích phát mâu thuẫn. Cần trước thời hạn báo lên danh sư đường, báo lên tổng bộ mới có thể làm ra quyết định. Báo lên danh sư đường, tổng bộ. Tôn Cường nhíu mày.
Lưu Dương bị giam ở trong cung, tình huống cụ thể ai cũng không biết, chậm trễ một ngày là một ngày nguy hiểm, nếu như lại đi theo quy trình mà nói, một khi xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Thật giống như lúc trước hắn bị giam, liền chịu nhiều đau khổ. Chiến sư của chiến sư đường, tương đương với quân đội của đế quốc, muốn vận dụng, nhất định phải có thủ lệnh của danh sư đường. Ta cũng không có phương pháp, người trước chớ gấp, Lưu Thiếu là học sinh của Trương Sư, Sở Thiên Hành chắc hẳn sẽ không làm ẩu. Chu Điện Chủ an ủi một câu. Không phải hắn không nguyện ý giúp một tay, mà là phái chiến sư đi hoàng cung đế quốc đòi người, chẳng khác nào vạch mặt, trách nhiệm bao lớn, cho dù hắn là điện chủ, cũng không cách nào chống lại. Nếu như đường chủ ở đây, có lẽ có thể quyết định, đáng tiếc đường chủ hết lần này tới lần khác không có mặt, một khi dẫn phát ra mâu thuẫn, đừng nói thân phận điện chủ của hắn, xem như thân phận chiến sư cũng có thể bị tước đoạt sạch sẽ. Chiến sư, trọng khí của chức nghiệp danh sư, không có thể tùy ý vận dụng. Nếu như người người đều vì chuyện riêng của mình vận dụng, danh sư đường còn có tư cách gì hiệu lệnh thiên hạ? Ngươi đã không đồng ý cứu người, chính ta nghĩ biện pháp. Thấy đối phương lo lắng đủ loại, sắc mặt Tôn Cường tái xanh, khoát tay chặn lại, xoay người rời khỏi. Đối phương có đủ loại lo lắng, như vậy hắn liền dùng phương pháp của mình đến giải quyết chuyện này. Rời khỏi nơi ở của Chu Điện Chủ, tới chỗ chiến sư đường an trí độc sư. Ân công! Thấy hắn đi tới, người độc điện đều mặt mũi mừng rỡ nghênh đón. Hứa trưởng lão càng cực kỳ cảm kích. Nếu như không phải vị trước mắt này, bọn họ đã sớm bị Trung Thanh Vương hành hạ chết, chớ nói chi là trở thành chiến sư, đi ở dưới ánh sáng. Lần này ta tới là muốn tìm các ngươi giúp một chút. Không có bất kỳ che lấp, Tôn Cường nói thẳng ra mục đích của mình. Lấy thực lực của hắn đi hoàng cung cứu người, khẳng định là không thể nào, chỉ có thể mượn tay những người khác. Mà những độc sư này, không biết nguyên nhân gì, cực kỳ tôn kính hắn, cam tâm tình nguyện nghe theo phân phó, không gì thích hợp hơn. Ân công mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, thịt nát xương tan cũng không chối từ. Rất nhiều độc sư ánh mắt lấp lánh nhìn lại. Tu luyện độc công tổ sư truyền thụ, thực lực mọi người đều có tiến bộ cực lớn, nhất là Hứa Du Hứa trưởng lão, giờ phút này đã đạt đến thánh vực tam trọng. Thực lực tinh tiến chỉ là phụ, chủ yếu nhất là lý giải cùng cách dùng độc càng hơn một bậc. Chỉ cần cấp bậc chất độc đầy đủ, cường giả nguyên thần cảnh tới cũng có thể chém giết. Trước đừng có vội đáp ứng, ta nói xong, các ngươi lại suy nghĩ. Thấy đối phương trực tiếp đáp ứng, Tôn Cường khoát tay áo, nói tiếp. Là như vậy, Lưu Dương tiểu thiếu gia bị Thanh Nguyên Hoàng đế bắt, ta hy vọng có thể mượn tay của các ngươi giúp ta cứu người. Rất nhanh, Tôn Cường nói ra ý kiến của mình. Đi Thanh Nguyên Hoàng cung cứu người. Tên cẩu hoàng đế này, bao che Trung Thanh Vương, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Dám xuống tay với Lưu Thiếu, rõ ràng là không để ân công vào mắt, cần chúng ta làm thế nào? Có muốn chúng ta hạ độc chết tất cả người của hoàng thất hay không? Quấy cái long trời lở đất. Nghe được Tôn Cường yêu cầu, tất cả mọi người độc điện nổ tung. Không có một cái nào chối từ, càng không có cự tuyệt. Sự tình của ân công còn quan trọng hơn mạng của bọn hắn, huống chi lúc đầu bọn họ cũng không phải danh sư, không có quy tắc ràng buộc. Rất tốt. Thấy đám độc sư này không chần chờ chút nào liền đáp ứng, Tôn Cường nhẹ gật đầu, cực kỳ cảm động. Chẳng biết tại sao, đám độc điện này đối với hắn có tình cảm đặc thù, vừa thấy mặt liền cực kỳ cung kính, càng quan trọng hơn là, chuyện nguy hiểm như thế cũng trực tiếp đáp ứng, không có chút sợ hãi nào. Chương 2314, Thiến Hoàng Đế Thượng. 2. Cái này chỉ sợ, là nhân cách mị lực a. Thiếu gia lợi hại như vậy, đối phương cũng không cung kính, ngược lại cung kính với mình rất nhiều, chỉ bằng vào điểm ấy cũng có thể thấy được, ở trong mắt người độc điện, mình quả nhiên nổi bật bất phàm, anh dũng vô địch. Vậy chúng ta liền thương nghị sách lược, chuẩn bị động thủ đi. Cực kỳ tự hào, cảm thấy mình rốt cục có vương bá chi khí, Tôn Cường vung tay lên. Dù nhiều độc sư như vậy đồng thời ra tay, sức chiến đấu bất phàm, nhưng dù sao đối phương là hoàng thất của Phong Hào đế quốc, cực kỳ đáng sợ. Ngạnh xông qua mà nói, khả năng còn không có nhìn thấy Lưu Dương, cũng đã toàn quân bị diệt, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Lúc trước bị Trung Thanh Vương diệt môn, là bởi vì ở đêm khuya, tất cả mọi người nghỉ ngơi, hơn nữa không có phòng bị. Cũng không phải là nói độc sư chúng ta dễ khi dễ. Ánh mắt Hứa Du híp lại. Mối hận diệt môn không có khả năng quên đi, mặc dù người động thủ nghe theo mệnh lệnh của Trung Thanh Vương, nhưng trên thực tế lại thực sự là binh lính của Thanh Nguyên đế quốc,
càng là Sở Thiên Hành này ban cho quyền lực. Cho nên trong lòng bọn họ, kẻ thù lớn nhất là vị hoàng đế này. Vốn có cửu hận, lại thêm người của Ân Công cũng bị bắt nạt, làm sao có thể bỏ qua. Ân Công, lúc trước Trung Thanh Vương cho chúng ta rất nhiều dược liệu, để chúng ta luyện chế thanh phong tán, những dược liệu này đầy đủ luyện chế 10 tấn. Một vị độc sư đi lên phía trước. Lúc ấy bị bọn họ bắt, một lòng muốn chết, mặc dù không có luyện chế, nhưng mà dược liệu lại đặt ở trong không gian giới chỉ mang theo tới. Những ngày gần đây, chúng ta học tập độc công Ân Công truyền thụ, có thời gian rảnh cũng luyện chế một chút. Ngưng luyện không ít, đều đạt tới chí tôn cấp. Nếu như chúng ta thật muốn đi hoàng cung cứu người, có thể sử dụng cái này. Chí tôn thanh phong tán. Tôn Cường sửng sốt một chút. Đối với độc dược hắn một chữ cũng không biết, cái tên này nghe cũng không có nghe qua. Chẳng qua thân là Ân Công, lại là đại cao thủ trong suy nghĩ của mọi người, làm sao có thể nói mình không biết. Cao mày nói, tổng cộng có bao nhiêu? Hoàng thất phong hào đế quốc phòng vệ có thể tưởng tượng được, nếu như số lượng ít, không có khả năng thành công. Về số lượng, Ân Công không cần lo lắng, chừng hơn 500 cân. Vị độc sư này nở nụ cười. Bọn họ nhiều độc sư như vậy học tập tổ sư lưu lại tuyệt học, không có những phương pháp khác luyện tập, vừa vặn có nhiều dược liệu như vậy, tự nhiên tiện tay luyện chế. Hơn 500 cân. Khóe miệng co quắp, Tôn Cường cực kỳ rung động. Cho dù không hiểu độc dược quá nhiều, nhưng cũng biết thứ này trên cơ bản đều tính toán theo tiền, đơn vị tính lượng thuốc mấy tiền liền có thể độc chết một mảng lớn cường giả, hơn 500 cân. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kinh khủng. Thanh phong tán, vô sắc vô vị, có thể theo gió mà bay, chỉ cần thừa dịp đêm tối, vung vào trong hoàng cung, không ai có thể chạy trốn. Hứa trưởng lão nói, vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi, nửa đêm động thủ. Tôn Cường vốn là người không sợ trời không sợ đất, đối phương đã chuẩn bị xong độc dược, cứu người trước lại nói. Lại cân nhắc kế hoạch kỹ càng, mọi người cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới nghỉ ngơi dưỡng sức. Rất nhanh tới giờ tí. Một đám độc sư ở dưới Tôn Cường dẫn đầu, đồng thời đứng dậy, lặng lẽ rời chiến sư đường. Bọn họ đã bị chiến sư đường hợp nhất, lại thêm có quản gia của Trương sư tự mình ra mặt, nên không gây nên chú ý của những người khác. Thừa dịp đêm tối, nhanh chóng tiềm hành, thời gian không dài liền đi tới một bên ngược gió trước hoàng cung. Trên đường có không ít hộ vệ tuần tra, cùng binh sĩ thủ hộ, còn không có kịp phản ứng, liền bị đám độc sư này độc lật, thậm chí ngay cả cơ hội truyền tin tức cũng không có. Tốt rồi, ở chỗ này đi, mặc dù gió không lớn, nhưng vị trí đủ cao, có thể khuếch tán cả hoàng cung. Đi một vòng lớn, tìm được địa phương thích hợp nhất, Hứa trưởng lão thân là độc sư thất tinh, nhìn chung quanh một vòng, xác định vị trí. Mục đích của bọn hắn là Thanh Nguyên Hoàng Thất, không thể bởi vì cứu người mà tổn thương tới dân chúng, cho nên vị trí nhất định muốn chọn rõ ràng. Mọi người đồng thời nhẹ gật đầu, mỗi người huyền không phi hành, đứng vào vị trí. Dầm. Bàn tay vung ra, độc phấn lan tràn. Chí tôn thanh phong tán theo gió tung bay, chậm rãi rơi xuống hoàng cung, không có làm ai phát giác. Dù hoàng cung nắm giữ rất nhiều trận pháp, đó cũng là nhằm vào tiến công mới có thể vận chuyển, thời điểm bình thường xem như hoàng thất của phong hào đế quốc cũng không có xa xỉ đến thời khắc duy trì vận chuyển. Lại thêm thanh phong tán có thể theo lỗ chân lông thâm nhập, chỉ cần hô hấp sẽ không cách nào ngăn cản. Nguyên nhân chính là như vậy. Lúc trước mới có thể bị dị linh tộc giết trở tay không kịp, tử thương vô số. Ngay cả chiến sư đường, đột nhiên gặp được cũng suýt chút nữa toàn quân bị diệt, huống chi người hoàng thất đang ngủ say. Độc phấn từ từ tung bay, thời gian không dài, mọi người ở trên không liền thấy hộ vệ trong hoàng thất, một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất, toàn bộ mất đi chi giác. Thanh phong tán chỉ có thể để cho người ta trong thời gian ngắn không có sức chiến đấu, sẽ không chí mạng, mặc dù uy lực của chí tôn cấp càng lớn. Cũng chỉ hôn mê nhiều hơn mấy canh giờ mà thôi. Tốt rồi, tất cả đều choáng, hiện tại chúng ta trực tiếp đi tìm tên cẩu hoàng đế kia. Giải xuống độc phấn xong, đại khái một nén nhang thời gian, thần thức của Hứa trưởng lão quét qua, lúc này mới gật đầu nói. Tốt, trước bắt lấy, thiến tên cẩu hoàng đế kia lại nói. Ánh mắt của Tôn Cường phát lạnh. Chương 2315, thiến hoàng đế hạ. 1. Trong hoàng cung. Thế nào? Tên kia có khuất phục hay không? Ngồi ở sau bàn mặt, Sở Thiên Hành ngẩng đầu nhìn một người áo đen quỳ ở cách đó không xa, nhàn nhạt hỏi. Bẩm báo bệ hạ, tên kia tuổi không lớn lắm, nhưng là cái xương cứng, hỏi cái gì cũng không nói, giống như người câm,
các huynh đệ đã dùng đủ loại hình pháp, vẫn không có mở miệng. Người áo đen ôm quyền. Xương cứng ta gặp qua không ít, trong tay ta, đều sẽ biến thành tôm chân mềm. Ánh mắt nhíu lại, Sở Thiên Hành cười lạnh. Vâng, bất quá, bệ hạ, chúng ta để hắn. Nói cái gì? Người áo đen nghi ngờ. Bệ hạ chỉ bảo bọn họ dùng hình, cũng không nói đối phương nhận tội cái gì, hoặc là muốn thẩm vấn ra cái gì, để hắn cực kỳ khó hiểu. Không cần nói cái gì, chỉ cần dằn vặt hắn ý niệm dao động, hoàn toàn khuất phục liền tốt, những chuyện khác, ta sẽ tự mình xử lý. Sở Thiên Hành khoát tay áo. Vâng. Người áo đen nhẹ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Thấy hắn rời khỏi, ánh mắt của Sở Thiên Hành phát lạnh, đứng dậy. Chỉ cần ý niệm của đối phương buông lỏng, mình liền có thể dựa theo ngoan nhân truyền thụ linh hồn bí pháp thuần phục, đến lúc đó, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Rời ghế ngồi, đi ra ngoài điện, vừa đi ra gian phòng, liền thấy người áo đen vừa rồi nói chuyện với hắn nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, hình như hôn mê bất tỉnh. Sầm mặt lại, vận chuyển chân khí toàn thân. Hắn là cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, hơi sử dụng lực lượng, chân khí lập tức như thủy ngân chảy xuôi ở trong huyệt đạo, phát ra thanh âm phần phật. Thuộc hạ lặng yên không tiếng động ngất đi, một chút động tĩnh cũng không có, chỉ sợ có cao thủ mai phục ở bốn phía. Đang muốn đi qua nhìn một chút, thuộc hạ của mình bị ai ra tay, thân thể kìm lòng không được lắc lư một cái, con ngươi thu hẹp. Không tốt, là, Chí Tôn Thanh Phong tán. Loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Chính là độc dược 20 năm trước, lúc dị linh tộc tiến công sử dụng. Một khi ngửi vào, sẽ lập tức giã rời như bùn, nửa bước xuất khiếu cảnh cũng khó may mắn thoát khỏi. Năm đó, chính là bị bắt, bị Thanh Điền Hoàng dằn vặt sắp tử vong, cuối cùng hiến tế linh hồn, trở thành khôi lỗi của đối phương, mới có thể chạy trốn. May mắn có giải dược. Cổ tay khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cố nén trong đầu mê muội, lấy ra một viên thuốc để vào miệng. Hắn không giống chiến sư, chịu qua huấn luyện, cho dù mê muội cũng có thể kiên trì chiến đấu. Dù tu vi là nguyên thần cảnh đỉnh phong, lại là vô số dược liệu tích tụ lên, sức chiến đấu so với nguyên thần đỉnh phong bình thường cũng hơi có không bằng, chớ nói chi là chiến sư. Viên thuốc vào cổ họng, lập tức tan ra, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể khôi phục năng lực, ai biết đợi một hồi, không có phản ứng chút nào. Thật giống như ăn thuốc giả vậy. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt tái xanh. Cái giải dược này, là Thanh Điền Hoàng tự mình cho, chỉ cần nuốt vào, liền sẽ không bị Thanh Phong tán ảnh hưởng. Làm sao ăn hết rồi, vẫn dã rời vô lực, đang khó hiểu, ý định tìm mấy loại thuốc giải độc khác thử một chút, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thuốc này là dùng thủ pháp tổ sư truyền thụ cho luyện chế thành, dược lực mạnh mẽ hơn trước đó gấp 5 lần, giải dược bình thường căn bản vô dụng. Sầm mặt lại, vội vàng xoay người. Liền thấy một đám người mặc quần áo khó hiểu đi tới. Đám người Hứa trưởng lão biết hành động lần này dính dáng cực lớn, sau khi rời khỏi chiến sư đường, liền đổi lại quần áo trước kia, như vậy đại biểu là cá nhân, mà không phải chiến sư đường. Bọn họ luyện chế Chí Tôn Thanh Phong tán, dùng phương pháp tổ sư truyền thụ cho luyện chế, dược hiệu cao, hao tổn ít, cho dù dùng giải dược trước kia cũng không có tác dụng gì. Nếu không có chỗ dựa này, cũng không dám quang minh chính đại đến hoàng cung cướp người như vậy. Các ngươi có biết đây là địa phương nào không? Nơi này là Thanh Nguyên Hoàng Cung, dám động thủ với hoàng đế, là đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Sở Thiên Hành nhíu mày, lớn tiếng quát. Bất quá lời còn chưa dứt, liền nghe một thanh âm tức giận vang lên. Tội không thể tha, tha con mẹ ngươi. Ngay sau đó, còn không kịp phản ứng, Sở Thiên Hành liền thấy một viên thịt to lớn lao đến hắn. Bành! Mắt tối sầm lại, bị một quyền bắn trúng hốc mắt, bay ngược ra ngoài, đụng lấy cây cột, đầu rơi máu chảy. Ngươi! Sở Thiên Hành giãy giụa đứng dậy, nhìn thấy một tên mập xuất hiện ở trước mắt, vừa rồi một quyền kia, đúng là hắn đánh tới. Ngươi là quản gia của Trương Sư, Tôn Cường. Toàn thân hắn căng thẳng. Trung Thanh Vương cũng là bởi vì tên này, mới bị làm suýt chút nữa chết, hắn cũng điều tra qua, vừa nhìn thấy dung mạo liền nhận ra được. Không sai. Chính là Cường gia gia của ngươi. Cười lạnh một tiếng, Tôn Cường quay đầu nhìn về phía một vị lão giả. Hứa trưởng lão, nhưng có dao găm không? Có. Lấy ra một cây chủy thủ đưa tới, Hứa trưởng lão hơi nghi hoặc nhìn qua. Ân công muốn cái này làm gì? Cái tên này dám bắt Lưu Dương, ta muốn thiến hắn. Tôn Cường cắn răng. Thiến.
khóe miệng đám người Hứa trưởng lão giật một cái. Người trong hoàng cung, chúng độc chỉ là trong thời gian ngắn dã rời, sẽ không đả thương tu vi cùng tính mạng, cho dù danh sư Đường thẩm tra, vì cứu người, tình huống bất đắc dĩ. Lại thêm trương sư xông đường thành công, tất cả đều ở trong khống chế. Thật muốn thiến hoàng đế, chuyện liền nháo lớn rồi. Tội thí quân A, tin tức truyền ra ngoài, danh sư Đường cũng không gói được lửa. Tới mấy người, giúp ta đè lại, không làm phế gia hỏa này, ta không họ Tôn. Tôn Cường trừng mắt, hừ lạnh. Từ khi đi theo lão gia, chưa từng chịu oan ức như vậy. Chương 2316, Thiến Hoàng Đế hạ. 2. Đi tới Thanh Nguyên Thành, đầu tiên là hắn bị bắt, sau đó là Lưu Dương. Thật con mẹ nó tưởng là Cường ca ta dễ khi dễ sao. Không biểu hiện ra chút uy phong, không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Vâng. Mấy vị độc sư đi tới trước mặt Sở Thiên Hành, đè tứ chi của hắn lại. Ngươi muốn làm gì, ta là hoàng đế của Thanh Nguyên đế quốc, các ngươi làm như vậy, là đại nghịch bất đạo. Danh sư Đường sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vốn cho rằng nói đùa, thấy hắn nghiêm túc, vẻ mặt của Sở Thiên Hành tái xanh. Hoàng đế của Phong Hào đế quốc, chúa tể trên hàng tỷ người. Từ trước tới nay đều là hắn dạy bảo người khác, bây giờ bị người đè lại thiến. Buồn bực mãnh liệt để hắn sắp hộc máu. Danh sư Đường, hừ, danh sư Đường thật muốn quản việc này, sớm đã giết loại u ác tính như ngươi, còn cần đến ta động thủ. Khoát tay áo, Tôn Cường tiếp tục dặn dò. Cởi quần hắn ra. Một vị độc sư nghe được mệnh lệnh, đi tới trước mặt, đang muốn cởi quần, chỉ thấy Hứa trưởng lão đi tới. Ân công, đừng động thủ, làm máu me khắp người, quá tàn nhẫn. Nghe hắn khuyên, Sở Thiên Hành thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn sang, cực kỳ cảm kích. Mặc dù lão giả này dùng độc rất lợi hại, nhưng vẫn biết đúng mực, chờ tránh thoát kiếp nạn này, có thể phong làm vương hầu. Bày tỏ cảm kích, quả thực có chút tàn nhẫn. Tôn Cường nhíu mày, ngừng lại. Vậy ngươi nói làm như thế nào? Nói thiến đối phương, cũng chỉ là nhất thời tức giận, Hứa trưởng lão nói chuyện, cũng cảm thấy có chút không ổn. Như vậy đi. Chần chờ một chút, Hứa trưởng lão khẽ đảo cổ tay, lấy ra một cái bình ngọc, lấy ra một viên đan dược, đưa cho Sở Thiên Hành. Ăn cái này. Ăn. Sở Thiên Hành sửng sốt một chút, cực kỳ do dự. Bất quá, độc sư khác cũng không có tính tình tốt như vậy, thấy hắn chần chừ, liền cầm lấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Đây là cái gì? Tôn Cường nhìn qua. Để hắn dừng tay, mình lại mớm thuốc. Có ý tứ gì? À, đây là một loại độc dược, sau khi ăn xong, không cần thiến cũng sẽ tự dụng. Hơn nữa là vĩnh cửu, cho dù dùng đoạn tục đan cũng vô dụng, không tàn nhẫn, lại có thể miễn cho về sau dài ra lại, nhất cử lưỡng tiện. Hứa trưởng lão nói. Tự dụng. Thân thể nhoáng một cái, Sở Thiên Hành chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Mới vừa rồi còn nghĩ đối phương thật tốt, về sau phong hầu. Kết quả là cho hắn ăn cái này. Buồn bực đến vẻ mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lay động kịch liệt, quả nhiên cảm thấy nửa người dưới mát lạnh. Dường như thật có thứ gì đó chóc ra. Ta không chịu nổi nữa, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Cái này, thuốc thật mạnh. Nhìn thấy trong đũng quần chảy ra máu tươi, có đồ vật gì rớt xuống, không cần đao cũng giải quyết vấn đề, nhìn về phía Hứa trưởng lão, Tôn Cường cực kỳ bội phục. Không hổ là độc sư người người kính sợ, đủ loại thủ đoạn kỳ lạ khó lường, bị đùa chơi chết, cũng không biết chết như thế nào. Làm hắn tỉnh lại, hỏi thăm một chút, Lưu Dương bị giam ở đâu? Không thèm để ý vị hoàng đế bệ hạ đã phế bỏ này, Tôn Cường khoát tay áo. Vâng, hai vị độc sư đi tới. Thời gian không dài, liền hỏi ra địa phương giam giữ. Thủ đoạn của độc sư, quá mức kinh khủng, dưới đủ loại độc dược, người sắt cũng không kiên trì nổi, huống chi một hoàng đế sống an nhàn sung sướng. Vội vã đi tới địa lao giam giữ Lưu Dương, chỉ thấy người sau thoi thóp, bị giày vò đến sắp tắt thở. Tiểu thiếu gia, vội vàng đi tới trước mặt, Tôn Cường vội vàng lấy ra mấy viên đan dược chữa thương lúc trước thiếu gia cho hắn, cho đối phương ăn. Có kinh nghiệm lần trước hắn bị bắt. Thiếu gia sợ bọn họ trọng thương, chuyên môn lấy chút đan dược đặt ở không gian giới chỉ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Uống thuốc vào, qua một hồi thật lâu, lúc này Lưu Dương mới khôi phục lại, nhìn về phía Sở Thiên Hành bị mọi người đè lên, lửa giận thiêu đốt, tựa như hỏa diễm. Vốn cho rằng đối phương thật sự là hảo tâm tới mời hắn, nghĩ biện pháp hóa giải mâu thuẫn cùng lão sư,
nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế mà vừa đến liền bị say ngất. Chịu đến khuất nhục như vậy. Ta muốn giết hắn. Gầm lên giận dữ, một chân đạp tới. Bành. Lần nữa bay ngược ra, Sở Thiên Hành đâm vào trên tường, từng ngụm hộc máu. Đây là quyền sáo ngươi đưa ta, ngươi tới làm vật thí nghiệm thứ nhất đi. Lấy ra quyền sáo mang trên tay, đi tới trước mặt, Lưu Dương vận chuyển thiên đạo quyền pháp, thẳng tắp nện lên. Bành. Ngực lập tức xẹp xuống, xương sườn của Sở Thiên Hành đứt gãy. Giơ nắm đấm lên, Lưu Dương đang muốn tiếp tục động thủ, Hứa trưởng lão ở một bên giật mình. Không tốt, hắn, chết, chết rồi. Lưu Dương sững sờ, vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Sở Thiên Hành quả nhiên vẻ mặt hoảng sợ, chẳng biết lúc nào, đã cắt đứt hô hấp. Cái này nguy rồi. Nhìn thấy Hoàng đế chết ở trước mặt, sắc mặt mọi người trắng nhợt, ngay cả Tôn Cường cũng kìm lòng không được cứng ngắc. Chương 2317, bỏ trốn 1. Mặc kệ đối phương hỗn đản như thế nào, vô sỉ ra sao, nhưng dù sao cũng là hoàng đế của Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc, giáo huấn một chút có thể, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong cũng không sao. Nhưng trực tiếp giết chết, liền làm trái quy củ. Chuyện lớn rồi. Hứa trưởng lão cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn rất muốn báo thù, nhưng chạm giết một vị hoàng đế, danh sư Đường tất nhiên sẽ truy xét kỹ càng, mọi người ai cũng trốn không thoát. Cho dù có tội, cũng cần danh sư Đường xét xử, mới có thể quyết định, giết như thế, không khác nào khiêu chiến một phong hào đế quốc. Ai làm nấy chịu, là ta giết, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lưu Dương siết chặt nắm đấm, cắn răng. Làm sao phụ trách? Tôn Cường nói. Người đại biểu không phải cá nhân, mà là thiếu gia. Ta. Lưu Dương nghẹn lời. Đúng vậy, vô luận hắn phụ trách như thế nào, cũng dính dáng tới lão sư, đây là chuyện không có cách giải quyết. Vận mệnh của hắn ở một khắc bái sư kia, cũng đã cùng lão sư liên kết chặt chẽ, không cách nào chia cắt. Vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lưu Dương thấu đỏ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là hài tử mười mấy tuổi, tu luyện, cố gắng coi như cũng được, gặp được loại đại sự này, đã luống cuống. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tôn Cường lắc đầu. Nếu như lão gia ở đây liền tốt, bằng thân phận cùng thực lực của hắn, giải quyết chuyện này, có lẽ dễ như trở bàn tay, thiếu gia ở đây cũng được, thông minh cơ trí, nhiều thủ đoạn, có lẽ cũng có thể giải quyết nguy nan. Nhưng mà hắn, thực sự nghĩ không ra biện pháp. Hoàng đế một nước bị giết như thế, oanh động thực sự quá lớn. Về chiến sư Đường trước đi, nghĩ biện pháp liên hệ thiếu gia lại nói. Nghĩ nửa ngày cũng không biết đến cùng nên làm cái gì, Tôn Cường không thể làm gì khác hơn nói. Chỉ có thể như vậy. Đám người Hứa trưởng lão biết thiếu gia của Ân Công là một vị danh sư thất tinh, hơn nữa xông đường thành công, bản lĩnh phi phàm, hiện tại cũng chỉ có tìm hắn, mới có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết. Đoàn người nhanh chóng đi về chiến sư Đường. Bọn họ vừa rời khỏi, ở một góc hoàng cung, một bóng người vùng vẫy mấy lần, muốn đứng lên, cuối cùng vẫn không được. Cái này, xông đại họa rồi, nhất định phải nhanh báo tin danh sư Đường. Điều chỉnh 3 canh giờ, cảm thấy dược lực yếu bớt. Lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng ly khai hoàng cung. Lúc này bên ngoài trời đã sáng choang, đi tới trước danh sư Đường, đã đổi quần áo. Lại là một vị danh sư thất tinh. Trước đó Ngô sư nghe theo Trương Huyền phân phó, phái người theo dõi Sở Thiên Hành, điều tra có chỗ không đúng hay không. Phái ra chính là vị này. Lặng lẽ ẩn núp, vốn định tìm kiếm chứng cứ của hoàng đế bệ hạ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thấy được một màn đám người Lưu Dương thí quân. Hơn nữa hắn cũng trúng độc. Muốn ngăn cản cũng không có lực lượng. An trưởng lão, người đã tới, tống sư ở sáng sớm liền đến, đang nổi trận lôi đình. Nhìn thấy hắn tới, một vị danh sư vội vàng tiến lên đón. Tống sư, an trưởng lão nhíu mày. Là danh sư chuẩn bát tinh ở phân bộ tiềm xung đế quốc tới, lần trước trương sư xông đường, cầu đường chủ trình lên tổng bộ, phái tới người, ngày hôm nay đến. Vị danh sư này giải thích. Chuẩn bát tinh. Con người của an trưởng lão co rụt lại. Giữa danh sư thất tinh cùng danh sư bát tinh, tồn tại hai cái xưng hô, theo thứ tự là, nửa bước bát tinh cùng chuẩn bát tinh. Tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh chân chính, liền có tư cách xưng là nửa bước bát tinh, mà đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, mới được xưng chuẩn bát tinh. Vị tống sư kia là loại cấp bậc danh sư này, nói rõ tu vi đã đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, cách thánh vực lục trọng đã không kém quá nhiều. Thánh vực lục trọng, lĩnh vực cảnh, ngừng tụ lĩnh vực thuộc về mình,
ở trong phạm vi này, khống chế lực lượng tuyệt đối, có thể nói vô địch. Vâng, vị danh sư này gật đầu. Tới thật đúng lúc, ta vừa vặn có chuyện bẩm báo lên, cụ thể xử trí như thế nào, liền do hắn quyết định. An trưởng lão nhẹ gật đầu. Hoàng đế một nước bị giết, đã vượt ra phạm vi hắn có thể khống chế, chỉ có thể như thực chất báo lên, quyết định như thế nào, chỉ có thể dựa vào đối phương phán quyết. Theo sát ở sau lưng vị chiến sư này, thời gian không dài đi tới đại điện của danh sư đường, còn không có tiến vào, liền nghe một thanh âm không vui vang lên. Cẩu đường chủ bị giết, điền phó đường chủ bị giết, còn chết nhiều danh sư thất tinh như vậy, các ngươi lại không tìm hung thủ, ngược lại giống như người không việc gì, là quên trách nhiệm của danh sư, hay sinh ra trì trệ. Quả thực là oai phong tà khí, ta xem thanh nguyên phân bộ các ngươi, cũng nên chỉnh đốn một chút rồi. Ngô Như Phong đâu, cẩu đường chủ không phải nói, để hắn tạm thay vị trí đường chủ sao? Người đâu? Đi vào gian phòng, nhìn thấy một lão giả đứng ở giữa đại sảnh. Nhìn về phía một đám trưởng lão lớn tiếng quát. Hẳn là tống sư trong truyền thuyết kia. Một đám trưởng lão, tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Đối phương đại biểu cho tổng bộ, lại thêm mình cũng là danh sư chuẩn bát tinh, dưới cơn thịnh nộ, ai dám phản bác. Cũng khó trách tức giận, một danh sư đường sừng sững trên vạn năm, chính phó đường chủ đều chết, còn chết nhiều danh sư thất tinh như vậy. Càng bị một thanh niên 20 tuổi xông đường thành công. Mất hết mặt mũi của danh sư đường. Ngô phó đường chủ bế quan. Một vị trưởng lão nói. Bế quan, xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là người phụ trách một phương phân bộ, còn có mặt mũi bế quan. Có tâm tư bế quan. Nghe nói như thế, tống sư tức giận sắp nổ tung. Toàn bộ phân bộ đều sắp bị diệt, thế mà còn có thể bế quan. Thật sự là thiên tài. Tìm hắn tới cho ta. Đúng rồi, còn có Trương Huyền xông đường thành công kia. Cùng nhau mang tới cho ta. Tống sư hơi vung tay. Mang, Trương sư làm gì? Chương 2318, bỏ trốn 2. Phân bộ của các ngươi, chuyện phát sinh gần đây, đều liên quan đến hắn, ta muốn tận mắt nhìn một chút, đến cùng là thần thánh gì, có thể quấy đến một danh sư đường, một phong hào đế quốc gà chó không yên. Tống sư khẽ nói. Thân là danh sư, trước khi tới đây cũng đã chuyên môn điều tra qua. Nguyên nhân gây ra sự kiện, là bởi vì Thanh Nguyên đế quốc Trung Thanh Vương bắt một vị quản gia kêu Tôn Cường. Sau đó mâu thuẫn càng náo càng lớn, cuối cùng đưa đến sông đường. Mới đi đến Thanh Nguyên thành hơn 10 ngày, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút, Trương Huyền này đến cùng là thần thánh phương nào, có dạng bản lĩnh gì. Vâng, một vị trưởng lão lên tiếng, đi ra ngoài. An trưởng lão tiến lên đón. Tống sư, tại hạ An Như Pháp trưởng lão. Muốn bẩm báo một việc. Ta nghe nói qua ngươi, xem như trưởng lão uy tín lâu năm của Thanh Nguyên đế quốc, chuyện gì, cứ nói không sao cả. Tống sư nhẹ gật đầu. Là như vậy, đêm qua, hoàng đế của Thanh Nguyên đế quốc Sở Thiên Hành, giam giữ học sinh Lưu Dương của Trương Huyền Trương Sư, sau đó. Nửa đêm, quản gia Tôn Cường, tính cả dương nhiệt của độc điện, hạ độc toàn bộ hộ vệ hoàng cung, cứu người ra. Còn giết Sở Thiên Hành. An trưởng lão nói rõ chi tiết tận mắt nhìn thấy ra. Giết Sở Thiên Hành chết rồi. Con người tống sư co rụt lại, sững sờ tại nguyên chỗ. Vâng. An trưởng lão gật đầu. Ai giết? Tống sư vội vàng nhìn qua. Là, học sinh của Trương sư, Lưu Dương, một quyền, đánh chết. An trưởng lão nói. Cái này, đánh giết hoàng đế của một phong hào đế quốc, quả thực không để danh sư đường vào mắt. Đáng ghét. Đáng ghét. Khuôn mặt tống sư tái mét. Danh sư đường canh giữ một phương, bảo hộ một phương an bình. Vị trương sư này, mặc dù thiên tư vô song, nhưng vừa đến liền huyên náo toàn bộ đế quốc gà chó không yên, thậm chí hoàng đế cũng bị học sinh của hắn giết, danh sư đường làm sao bàn giao với dân chúng đế quốc. Quả thực, tội không thể tha. Lập tức mang Trương Huyền cùng học sinh của hắn tới cho ta. Hàm răng cắn chặt, tống sư siết chặt nắm đấm. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nhất định phải nắm chặt thời gian xử lý, nếu không, náo lên dân biến, đừng nói hắn, xem như tổng bộ danh sư đường cũng không nắm được cục diện. Vâng, mấy vị trưởng lão nhận lệnh, xoay người đi ra ngoài. Thời gian không dài, một tên mập theo ở phía sau đi đến. Bái kiến tống sư, tại hạ quản gia của Trương Huyền Trương sư, Tôn Cường. Người béo ôm quyền, người chính là Tôn Cường. Híp mắt lại, tống sư nhìn qua. Nói thật,
nói tất cả sự tình là bắt nguồn ở trên người Trương sư, còn không bằng nói là tên này làm. Vâng, thiếu gia nhà chúng ta, hiện nay không ở Thanh Nguyên Thành. Tôn Cường vội nói. Không có. Vẻ mặt của Tống sư càng thêm khó coi. Thiếu gia cùng Ngô sư, cùng đi ra đuổi bắt hung thủ giết chết cậu đường chủ. Vì phòng ngừa hung thủ nghe được tin tức, trước thời hạn tránh né, cố ý nói là bế quan. Tôn Cường giải thích. Hắn biết thiếu gia cũng không phải bế quan, nếu đối phương là tổng bộ tới, tự nhiên phải nói rõ sự thật. Đuổi bắt hung thủ. Lúc này vẻ mặt của Tống sư mới hòa hoãn một chút, nói tiếp. Vậy Lưu Dương đâu? Trương sư không có mặt, Lưu Dương là hung thủ giết chết Thanh Nguyên Hoàng đế đâu? Làm sao không theo tới? Hắn. Vẻ mặt của Tôn Cường xấu hổ. Hắn cũng rời Thanh Nguyên Thành, không biết tung tích. Rời khỏi, không biết tung tích, có ý tứ gì? Khí tức trên thân áp bức đến, mọi người chung quanh đều cảm thấy thân thể phát run, Tống sư nhìn chằm chằm người béo trước mắt, tựa hồ muốn xé nát hắn. Bẩm báo Tống sư, sau khi ngộ sát Sở Thiên Hành bệ hạ, Lưu Dương tự giác áy náy, liền lặng lẽ rời đi, ta cũng không biết đi nơi nào. Tôn Cường vội nói. Hắn thực sự nói thật. Từ Hoàng Thành trở lại chiến sư đường, an ủi Lưu Dương vài câu, liền nghĩ biện pháp liên hệ thiếu gia, kết quả liên hệ nửa ngày lại không có liên hệ được. Lúc trở lại lần nữa, liền phát hiện vị tiểu thiếu gia này đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một phong thư. Lặng lẽ rời khỏi, ta xem là bỏ trốn a. Tống sư híp mắt lại, xoay người phân phó, đằng đằng sát khí. Lập tức lục soát toàn thành, bắt lấy hung thủ giết người cho ta. Vâng. Một đám danh sư đi ra ngoài. Thân là một quản gia nho nhỏ, không tuân thủ quy củ, thế mà dẫn người xông vào hoàng cung, dùng độc hạ độc hộ vệ. Đồng dạng tội không thể tha, người tới, trước bắt Tôn Cường này xuống, chờ bắt được Lưu Dương, lại cùng nhau thẩm tra xử lý. Tống sư quát, nghe được hắn nói, lần nữa có danh sư đi tới. Áp ta xuống, còn muốn bắt tiểu thiếu gia. Không nghĩ tới vị Tống sư này quyết định như vậy, Tôn Cường nhíu mày, có chút không vui nhìn qua. Thật to gan, người có biết lão gia nhà chúng ta là ai không? Chương 2319, xô chào đi, linh tính. 1. Ta không quản lão gia của ngươi là ai, hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân. Áp xuống cho ta. Bàn tay vẫy một cái, Tống sư căn bản không cho hắn cơ hội phản bác. Tôn Cường còn muốn nói cái gì, liền bị một cỗ lực lượng phong bế tu vi, không còn gì để nói, ngay sau đó hai vị danh sư đi tới trước mặt, trực tiếp áp đi. Ô ô, Tôn Cường tức giận sắp nổ, nhưng không có biện pháp gì. Hắn là quản gia của lão gia, một danh sư chuẩn bát tinh nho nhỏ, cũng dám đối xử với hắn như vậy, quả thực lật trời rồi. Những độc sư phóng độc kia, tất cả đều bắt tới cho ta, trông coi chặt chẽ, ngàn vạn lần không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Không để ý tới người béo tức giận, Tống sư tiếp tục phân phó. Rất nhanh, toàn thể danh sư đường tham gia, nửa ngày sau, đám người Hứa trưởng lão lần nữa bị giam vào nhà tù. Ngay sau đó tiếp tục lục soát. Nhưng lật cả Thanh Nguyên Thành một lần, cũng không có tìm được tung tích của Lưu Dương, như đột nhiên hư không tiêu thất, mất đi tung tích. Chuyện phát sinh bên này, Trương Huyền cũng không hiểu rõ tình hình, mà nhìn về phía mặt người to lớn. Để Sở Thiên Hành đi mời Lưu Dương, sau đó giam giữ hắn, dùng để áp chế ta, quả thực là biện pháp tốt. Chỉ là, ta còn có chút không hiểu, Sở Thiên Hành đường đường hoàng đế, vì sao phải hiệu chung với ngươi? Thật ra thì điểm ấy không chỉ Trương Huyền khó hiểu. Ngay cả rất nhiều danh sư ở đây cũng không rõ ràng cho lắm. Sở Thiên Hành là hoàng đế một nước, địa vị cao quý, muốn cái gì có cái đó, tại sao lại ruồng bỏ danh sư đường, ruồng bỏ nhân tộc, cùng dị linh tộc thông đồng làm bậy. Phải biết, một khi điều tra ra chuyện này, nhất định là đánh chết tại chỗ, không có chút lưu tình nào. Vì cái gì? Ngoan nhân cười lạnh. Cái này phải hỏi danh sư đường các ngươi. Trương Huyền cau mày. Hắn là đế vương một nước. Dựa theo đạo lý nên hiệu lệnh thiên hạ, không người không theo. Nhưng mà có danh sư đường các ngươi, cái bệ hạ này tính là gì? Bất kể làm chuyện gì, đều phải xem sắc mặt của các ngươi, nói thật, đã sớm chịu đủ rồi. Ngoan nhân khẽ nói. Có cái tâm ma này, ta lại khống chế một chút, muốn thu phục cho ta sử dụng, ngươi cảm thấy rất khó sao? Cái này. Trương Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, nói không ra lời. Đối phương nói không sai. Có thể trở thành chủ nhân một nước, nhất định là hùng tài đại lược. Loại người này, làm chuyện gì cũng bị danh sư đường hạn chế,
tương đương với ở trên cổ gác một thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém giết. Đổi lại ai, trong lòng khẳng định đều sẽ không cam lòng. Rõ ràng là hoàng đế, lại phải nghe theo người khác phân phó. Không vừa lòng càng ngày càng nhiều, cuối cùng khó có thể khống chế. Trương Huyền lắc đầu. Vị sở thiên hành này, chỉ thấy quyền lợi của mình bị áp chế, nhưng chưa từng nghĩ tới, không có danh sư đường, Thanh Nguyên đế quốc khẳng định sớm đã bị đế quốc khác chia cắt, hoặc bị dị linh tộc diệt tuyệt. Da không còn, lông mọc ở đâu. Không có danh sư đường, làm sao có thể có một đế quốc hùng mạnh. Bất quá, đối phương nói đơn giản, nhưng Trương Huyền biết, sự thật khẳng định phức tạp hơn rất nhiều. Sở thiên hành này, sở dĩ kiếm tẩu thiên phong, nhất định là đã trải qua cái gì, cuối cùng hình thành tâm ma, không cách nào khu trừ, mới bị Thanh Điền Hoàng cùng ngoan nhân sử dụng, ủ thành sai lầm lớn. Tốt rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mau chóng trả lời chắc chắn đi, nếu không, không chỉ học sinh, người thân của ngươi chết, bọn họ, bao quát cả ngươi, cũng đều phải chết ở chỗ này. Lười nhắc tiếp tục nhiều lời, thanh âm của ngoan nhân vang lên. Khí lưu cuồng bạo tuôn xuống. Thổi đến mọi người ngã trái ngã phải, một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Mặc dù ta rất cương chiều học sinh, nhưng lấy bọn họ uy hiếp, để cho ta quy thuận dị linh tộc. Vẫn là nghĩ ta quá đơn giản. Lắc đầu, thanh âm của Trương Huyền càng ngày càng vang dội. Thân là danh sư, làm gương tốt, lấy thân thụ giáo. Nếu như ta cũng đầu hàng, làm sao có thể giáo dục học sinh? Làm gương sáng cho người khác, ta truyền thụ lý niệm, kiến thức cho bọn hắn. Như vậy cũng không thể phân biệt ra, ngược lại bị hại mà nói, chỉ có thể nói rõ học nghệ không tinh. Cho dù bị giết, cũng không thể tránh được. Dù không hy vọng học sinh của mình xảy ra chuyện, nhưng thân là lão sư, càng không nguyện ý làm ra tấm gương hỏng, để học sinh đi đến đường rẽ. Thật muốn như vậy, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Người, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu không, có gì khác xúc sinh, đây là kiên trì của hắn. Cũng là kiên trì của một vị danh sư nên có. Rất tốt, đã như vậy, đều chết đi cho ta. Thấy bắt học sinh của đối phương áp chế, cũng không hề bị lay động, biết tâm tính kiên định, muốn thu phục gần như không có khả năng, ngoan nhân không nói nhảm nữa, gào lên một tiếng. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ xâm nhập đến, Ngô sư, hình đường chủ thi triển lồng năng lượng chặn uy áp hơi đỏ mặt, tất cả đều phun ra máu tươi. Thực lực của đối phương vượt qua quá nhiều. Căn bản không ngăn cản được. Trương sư, đi mau. Ngô sư cắn răng liều mạng kiên trì, hét lớn. Không cần đi, hắn đang trì hoãn thời gian, ta cũng như vậy mà thôi. Trương Huyền cười cười, lần nữa nhìn về phía mặt người to lớn. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi đã thắng. Ngươi có ý tứ gì? Thấy biểu lộ của đối phương không có chút lo lắng cùng hoảng sợ, ngược lại mang theo tự tin nồng đậm, ngoan nhân nhíu mày, trong lòng sinh ra linh cảm không lành. Không có gì, ngươi vì triệt để khống chế cả hòn đảo, ta nói với ngươi nhiều như vậy, cũng là vì kéo dài thời gian. Thanh âm của Trương Huyền thản nhiên. Nếu như không phải vì kéo dài thời gian, cho dù trong lòng có nghi vấn, cũng không cần thiết cùng đối phương nói nhiều như vậy. Kéo dài thời gian, ngươi kéo dài thời gian có ích lợi gì? Bớt ở chỗ này phô trương thanh thế. Ngoan nhân nhướng mày. Chương 2320, xôi trào đi, linh tính. 2. Cái đầu lâu này, là Thanh Điền Hoàng dùng không biết bao nhiêu thiên công sư liên thủ với luyện khí sư chế tạo thành, hao tốn không biết bao nhiêu, triệt để nắm giữ, dù chỉ là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng lĩnh vực cảnh bình thường cũng khó mà chống lại. Đám người kia, chẳng qua là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, trung kỳ, chờ thời gian lại dài có ích lợi gì. Đồng dạng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên hữu dụng, tốt rồi, không dài dòng với ngươi nữa. Thời gian dài như vậy, còn không ra. Lời nói nhảm, thanh âm của Trương Huyền mang theo mê hoặc đặc thù vang vọng bốn phía. Nương theo hắn nói, mọi người vội vã nhìn trái phải, lại phát hiện sao trời dày đặc, một cái quỷ ảnh cũng không có. Ta còn tưởng thật có giúp đỡ gì, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế. Ngoan nhân cười lạnh. Gia hỏa này trước đó liền dùng qua một lần, làm hại Thanh Điền Hoàng bị một kiếm đâm thủng hoa cúc, hiện tại lại muốn phô trương thanh thế. Thật có giúp đỡ mà nói, khẳng định đã sớm tới. Làm sao có thể chờ đến bây giờ? Chết đi! Lần nữa hừ lạnh, lực lượng hung mãnh lật úp xuống. Bất quá còn chưa rơi xuống, mọi người liền thấy đầu lâu trên bầu trời kìm lòng không được lắc lư một cái. Ngay sau đó, hòn đảo không bị khống chế, không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra,
Ngươi làm cái gì? Con ngươi co rụt lại, ngoan nhân thét lên. Không có gì, chỉ là Khải Linh cho hòn đảo này mà thôi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, nói. Thời điểm ở tầng cuối cùng, từng mượn nhờ thư viện dò xét bốn phía. Lại có một phát hiện kinh người, cả hòn đảo là một chỉnh thể. Biết sự tình này, sau đó ở trong đầu suy diễn, nơi nào còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, hao phí một canh giờ, lặng lẽ cho cái này thiên công vật phẩm Khải Linh. Động tác của hắn rất bí ẩn, lúc ấy ý niệm của ngoan nhân còn bị tế đàn vây khốn, không có phát giác. Về sau thả ngoan nhân ra, ý niệm của người sau kéo dài thời gian, là vì lan tràn cả hòn đảo, khống chế đầu lâu. Đối phương kéo dài, Trương Huyền tự nhiên hết sức vui vẻ, bởi vì hắn cùng hòn đảo dung hợp càng nhiều, liền tương đương với dung hợp càng nhiều linh tính. Đến lúc đó, trong người có ta, trong ta có ngươi, giống như hình đường chủ, Trương Cửu Tiêu lúc trước, rất khó chia cắt. Khải Linh cho cả hòn đảo. Ngoan nhân thét lên, giống như gặp quỷ rồi, khó có thể tin. Hắn biết chức nghiệp Khải Linh Sư, cho dù Khải Linh Sư cửu tinh, cũng nhiều nhất Khải Linh cho trường kiếm, lộ đỉnh mà thôi, hơn nữa mỗi Khải Linh một lần, đều tiêu hao rất nhiều, cần nghỉ ngơi rất lâu. Cái khôi lỗi do thiên công sư luyện chế này, đường kính chừng 2-3 dặm. Khải Linh cho cái đồ chơi này, cần nhen nhóm bao nhiêu lần, làm sao có thể có người làm được. Xem ra tin tức ta Khải Linh cho Khải Linh Sư công hội, Thanh Điền Hoàng không có nói cho ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Trước đó hắn còn một mực lo lắng, đối phương biết tin tức mình đã từng Khải Linh cho cả công hội, sẽ trước thời hạn phòng bị, hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều. Thanh Điền Hoàng cùng ngoan nhân, đồng sàn dị mộng, loại tin tức mấu chốt này, có thể nói cho mới là lạ. Như vậy cũng tốt, không có phòng bị, mới có thể một lần đắc thủ. Nếu không, muốn thành công thật không có dễ dàng như vậy. Cho dù Khải Linh lại như thế nào, ta vẫn có thể giết ngươi. Ngoan nhân gào lên một tiếng, điên cuồng gào thét, đầu lâu lơ lửng giữa không trung giãy giụa muốn bay trở về, chém giết thanh niên trước mắt, chỉ thấy đối phương lắc đầu, bàn tay duỗi ra, bỗng nhiên nâng lên. Xôi trào đi, linh tính. Ầm ầm. Nương theo lời của hắn, hòn đảo giống như đến mùa xuân, một cái nháy mắt, vô số cây cối mọc ra. Cây xương rồng, cỏ đuôi chó, đủ loại đóa hoa. Lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. A hát. Bị linh tính quấy nhiễu, ý niệm của ngoan nhân bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, như người nhân cách phân liệt, đã không khống chế nổi lực lượng của mình. Cái này. Lần nữa nhìn qua, đám người ngô sư, hình đường chủ không ngừng nuốt nước bọt. Khải Linh Sư, luôn luôn là đại danh từ sức chiến đấu không mạnh, chức nghiệp phụ trợ trong phụ trợ. Làm sao cũng không nghĩ đến, còn có thể dùng như vậy. Sĩ linh tộc trước mắt này, dựa theo tình huống bình thường, khẳng định không thể chiến thắng, sẽ bị chém giết, kết quả. Lại bị thủ đoạn của Khải Linh Sư làm thần trí hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tưởng là những linh tính này có thể đồng hóa ta. Linh tính bình thường mà thôi, sau khi ta diệt sát chúng, đồng dạng có thể chém giết ngươi. Đầu lâu gào thét lần nữa. Năng lực Khải Linh của đối phương mạnh hơn, cũng chỉ là linh tính bình thường, nhiều nhất để hắn không cách nào khống chế hòn đảo, thời gian ngắn rơi vào hỗn loạn, thời gian dài, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể gạt bỏ sạch sẽ. Giết chết, người có thể làm được, chỉ bất quá. Trương Huyền lắc đầu. Không có cơ hội. Hô! Một quyển thư tịch xuất hiện ở trong lòng bàn tay, phía trên loáng thoáng vẽ lấy một ngón tay cùng một trái tim. Chương 2321, thành công đoạt xá. 1. Chính là thiên đạo chi thư, bên trong phong ấn ngoan nhân hắn thu phục. Vị ngoan nhân này đã từng nói với hắn, đối phương là đại não cùng con mắt, nắm giữ quyền khống chế, với tư cách thân thể. Nếu như muốn đoạt xá, không thể nào làm được, phương pháp duy nhất là để ý thức của đối phương hỗn loạn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc sống vài vạn năm, muốn cho ý thức hỗn loạn, có thể nói gần như không có khả năng. Nhưng cả hòn đảo là một vật phẩm thiên công, hơn nữa đối phương còn dung hợp vào, như vậy còn lại liền đơn giản. Chỉ cần trước thời hạn Khải Linh hòn đảo, sau đó lại gậy ông đập lưng ông. Một cái đầu lâu, hai loại ý niệm. Tự nhiên sẽ sinh ra hỗn loạn. Lấy thực lực của ngoan nhân, triệt để đồng hóa những ý niệm này sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian, nhưng hắn làm sao có thể cho thời gian cùng cơ hội này. Bàn tay hất lên, thư tịch từ từ mở ra, trong đó vẽ lấy trái tim cùng ngón tay lập tức bay lên bầu trời. Ầm ầm. Vừa đến trên không,
liền tản mát ra sát lục chi khí cực mạnh, bao phủ cả hòn đảo. Ngươi, có những bộ phận khác của ta, làm sao ta không cảm ứng được? Ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc giật mình, trong thanh âm xuất hiện bối rối cùng khó tin, lại không còn bình tĩnh như trước đó. Dựa theo tình huống bình thường, những bộ phận khác của thân thể còn chưa tới trước mặt, nên có thể cảm ứng ra, đây là huyết mạch liên hệ. Làm sao đi vào nơi ở của hắn, cũng không có phát hiện. Cảm ứng. Trương Huyền lắc đầu. Hắn dùng thiên đạo chi thư phong ấn trái tim cùng ngón tay. Thiên đạo che giấu, nếu đối phương còn có thể cảm ứng ra, chẳng phải tương đương vượt qua thiên đạo. Nói đùa gì đó. Hô. Không để ý tới hắn hoảng sợ, trái tim cùng trong ngón tay bay ra, thẳng tắp chui vào đầu lâu to lớn. Rầm rầm. Đầu lâu ở trên không trung phi hành bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tranh đấu giữa bọn họ, sợ rằng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Trương Huyền quay đầu dặn dò. Hai ngoan nhân tranh đoạt quyền khống chế thân thể, tất nhiên đánh rất lợi hại, bọn họ ở đây cũng không giúp được gì, làm không cẩn thận còn có nguy hiểm, không bằng rời đi trước, đi xa một chút chờ đợi. Vâng. Đám người Ngô sư nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà áp lực ở bốn phía biến mất, nguy hiểm đã giải trừ. Vội vã bay ra xa, hơn 10 phút sau, đã cách quỷ quật chừng hơn 100 dặm. Mặc dù hòn đảo rất lớn, nhưng lúc này ở trong mắt chỉ như hạt đậu tằm, treo ở trên trời không ngừng lay động, hình như tiến hành chém giết kịch liệt. Trương sư, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Ngô sư thực sự nhìn không được, nhìn qua. Vì cái gì trong thư tịch Trương sư lấy ra, sẽ có ý niệm của dĩ linh tộc? Đạo ý niệm này cùng lão sư của Thanh Điền Hoàng, đến cùng quan hệ như thế nào? Tất cả, đối với bọn hắn mà nói, đều là bí ẩn, lý giải không được. Lão sư của Thanh Điền Hoàng, là tồn tại cùng Khổng sư chiến đấu qua, đã đạt đến tình trạng nhỏ máu trùng sinh, ta vừa khéo thu phục một phần khác của thân thể hắn. Trương Huyền giải thích một câu. Tồn tại cùng Khổng sư chiến đấu. Chẳng phải sống từ thời thượng cổ. Nhỏ máu trùng sinh. Hai mặt nhìn nhau, rất nhiều danh sư yết hầu phát khô. Hết thảy trước mắt, thực sự quá mức không thể tưởng tượng, cho dù bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng không dám tin tưởng. Lão quái vật sống từ thượng cổ. Bị Trương sư thuần phục, còn muốn đoạt xá cái trước mắt. Làm sao làm được? Chuyện ngày hôm nay, mong chư vị không nên truyền ra ngoài. Biết nói ra, mọi người khẳng định sẽ là bộ dáng này, Trương Huyền dặn dò. Bất kể nói thế nào, ngoan nhân cũng là dĩ linh tộc, thu phục một tên như vậy, hiệu chung với mình, truyền đi, tất nhiên có ảnh hưởng rất lớn với thân phận danh sư. Yên tâm đi. Đám người Ngô sư vội vàng gật đầu. Nói thật, việc ngày hôm nay, cho dù nói ra, cũng phải có người tin tưởng mới được. Đầu người 2-3 dặm. Từng chiến đấu với Khổng sư, đạt tới cảnh giới nhỏ máu trùng sinh. Suy nghĩ một chút cũng để người hoảng sợ. Trương sư, ngươi thật sự là thiên nhận danh sư. Buồn bực phút chốc, Trương Cửu Tiêu nhịn không được nói. Những người khác cũng đồng loạt nhìn qua. Trước đó, dĩ linh tộc kia nói, bọn họ chưa kịp hỏi thăm, hiện tại Trương sư ở trước mặt, liền nhịn không được nữa. Biết không nói ra, mọi người khẳng định không chịu từ bỏ ý đồ, Trương Huyền cũng không giải thích, thân thể nhoáng một cái. Ầm ầm. Một cỗ khí tức đặc thù phát ra. Sắc mặt đám người Trương Cửu Tiêu đồng thời tái đi. Ở dưới cỗ khí tức này, bọn họ căn bản không có cách nào phản kháng, thật giống như danh sư cấp thấp gặp cấp cao, kèm theo một loại cảm giác muốn quỳ bái, trực tiếp bái sư. Quả nhiên là, mọi người siết chặt nắm đấm, không còn hoài nghi. Loại khí tức này, bọn họ chỉ gặp được ở thời điểm nhìn thấy tượng Khổng sư, trực tiếp áp bức tâm linh, cho người ta một loại cảm giác khó mà chống lại, là không thể ngụy trang. Ta sinh hoạt ở một thời đại với thiên nhận danh sư. Thiên nhận danh sư giống như Khổng sư, chúng ta chung một chỗ trải qua nhiều như vậy. Trừ Ngô sư ra, danh sư khác đều kích động đến thân thể run rẩy, khó mà kiềm chế. Chương 2322, thành công đoạt xá. 2. Thiên nhận danh sư, chỉ ở trong truyền thuyết, trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới bây giờ chính mắt thấy, hơn nữa còn cùng trải qua nguy hiểm, vào sinh ra tử. Khó trách nhờ vào sư ngôn thiên thụ, liền có thể để mấy vạn danh sư thần phục, cam tâm tình nguyện xưng lão sư. Một vị trưởng lão của danh sư đường cảm khái. Trước đó còn khó hiểu, vì sao Trương Huyền nắm giữ loại năng lực này, để nhiều người thừa nhận tình nghĩa bán sư như vậy.
Nguyên lai giống như Khổng sư, là danh sư ngay cả ông trời cũng phải công nhận. Loại người này, đừng nói để mấy vạn danh sư thần phục, cho dù làm cho cả đại lục, tất cả chủng tộc, tất cả danh sư, đều gọi một tiếng lão sư cũng không đủ. Nói cách khác, mặc cho trưởng thành tiếp, thật có thể trở thành vạn thế chi sư. Ta biết vì cái gì không thể vượt qua được hắn. Người như vậy, làm sao vượt qua? Thân thể Trương Cửu Tiêu lung lay, ngực khó chịu muốn hộc máu. Trước đó một mực lấy vị trước mắt này làm mục tiêu, hy vọng cuối cùng có một ngày vượt qua, hiện tại xem ra. Căn bản làm không được. Khó trách thua thảm như thế. Thua thiên nhận danh sư, không oan uổng, cũng không mất mặt. Vị siêu cấp thiên tài kia của gia tộc, khẳng định cũng kém xa, có điều hắn có tài nguyên gia tộc, tiến bộ càng lớn, thực lực càng lợi hại. Nếu như hai người gặp gỡ, lại là kết quả gì? Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra. Vị siêu cấp thiên tài kia, mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe đồn cũng khoáng tuyệt cổ kim, vạn năm khó gặp. Không biết so với vị thiên nhận danh sư này, có thể chênh lệch bao nhiêu? Có thể cũng giống như mình, bị đả kích sống không nổi hay không? Về sau có cơ hội, để bọn hắn gặp mặt nha. Nắm đấm căng thẳng, trong lòng Trương Cửu Tiêu âm thầm tính toán. Sự tình ta là thiên nhận danh sư, cũng hy vọng chư vị đừng rêu rao. Không để ý tới mọi người khiếp sợ, Trương Huyền lần nữa nhìn qua. Trải qua sự tình Thanh Nguyên đế quốc, hắn biết trong danh sư cũng sẽ có nội gian của dị linh tộc, một khi tin tức của thiên nhận danh sư dò dỉ, nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Cho dù bây giờ hắn có được sức chiến đấu của xuất khiếu cảnh trung kỳ, nhưng ở trước mặt cường giả chính thức, vẫn không đỡ nổi một đòn. Không có thực lực tuyệt đối, thì vẫn phải khiêm tốn một chút. Thiên nhận danh sư, chỉ cần là danh sư, đều sẽ nói năng thận trọng, Trương sư yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không dò dỉ. Đám người hình đường chủ nói. Hiện tại ta lấy thân phận danh sư thề, một khi dò dỉ, vạn kiếp bất phục. Một vị trưởng lão của danh sư đường nói. Thấy hắn thề, những người khác cũng dồn dập mở miệng. Phiền phức chư vị. Trương Huyền khoát tay áo, không nói thêm lời, tiếp tục nhìn về phía trước. Những người khác ở trong đêm tối, không nhìn thấy cảnh tượng ngoài trăm dặm, nhưng hắn vận chuyển minh lý chi nhãn, ở xa nữa cũng xem rõ rõ ràng ràng. Hai bên ý niệm vướng víu, đánh khó phân thắng bại. Ngoan nhân hắn thuần phục, mặc dù trên thực lực kém ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc một đoạn dài, nhưng người sau ở dưới linh tính công kích, ý niệm hỗn loạn, lại thêm khống chế đầu lâu lớn như thế, lực lượng tiêu hao quá nhiều, thực lực giảm đi. Thế mà đấu lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Xem ra không cần lo lắng. Trương Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười cười. Hắn thuần phục ngoan nhân kia, nắm giữ trái tim, tương đương với có được nguồn suối lực lượng, sức chiến đấu sẽ càng ngày càng cường đại, mà đổi thành bên kia, mặc dù là đầu lâu, mang theo lực khống chế, nhưng ở phương diện cung cấp năng lượng lại yếu hơn rất nhiều. Mới đầu có thể bất phân thắng bại, về sau sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng bị cái trước thôn phệ. Quả nhiên giống như dự đoán, sau nửa canh giờ, tranh đấu dần dần yếu xuống. Trước đó mặt người hung mãnh, dần dần phát sinh biến hóa. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Nói với mọi người một tiếng, Trương Huyền đi thẳng về phía trước. Trương sư, ta cùng ngươi chung một chỗ, có nguy hiểm cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Ngô sư vội vàng mở miệng. Không cần, ngươi đi qua cũng chỉ là vướng víu. Trương Huyền khoát tay, tốc độ cực nhanh. Ngô sư, chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh, ta gạt bỏ hắn rồi. Vừa tới trước hòn đảo, một ý niệm truyền vào trong óc, đúng là dị linh tộc mình thuần phục. Tốt, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn gật đầu. Mặc dù gạt bỏ hắn, nhưng ta cũng bị thương nghiêm trọng, khả năng còn cần ngủ say một đoạn thời gian. Thanh âm của ngoan nhân tiếp tục vang lên. Lần trước thôn phệ ngón tay, liền ngủ say rất lâu, lần này thôn phệ một cái còn mạnh hơn mình, khẳng định càng không chịu nổi. Được, bất quá ngươi lớn như thế, làm sao ta mang ngươi đi? Trương Huyền nháy con mắt. Đối phương đường kính chừng 2-3 dặm, không gian giới chỉ của hắn, căn bản không mang được, cho dù thiên nghĩ phong xào, trong khoảng thời gian này tăng trưởng, hoàn toàn khác biệt trước kia. Cũng không chứa nổi lớn như vậy. Chủ nhân yên tâm, ta có thể tiếp tục ẩn thân ở trong thiên đạo chi thư. Tiếng nói kết thúc, hòn đảo to lớn nhoáng một cái, trực tiếp đi vào trong một quyển thư tịch. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Thiên đạo chi thư còn có loại năng lực này, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hô,
Thư tịch rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, lập tức nhìn thấy một cái đầu người, một trái tim cùng một ngón tay lơ lửng ở trong đó, tựa như một bức tranh lập thể, cực kỳ yên tĩnh. Chương 2323, về Thanh Nguyên Thành 1. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Hòn đảo lớn như thế, thiên đạo chi thư cũng có thể chứa, không hổ là sản phẩm của thư viện, chất lượng không thể chê. Thu hồi thư tịch, Trương Huyền bay về. Lần này tới đầm lầy Tề Bắc, mặc dù vô cùng mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú, không nói trước sau khi ngoan nhân dung hợp, tất nhiên thực lực tăng nhiều, chỉ nói hơn 100 khôi lỗi xuất khiếu cảnh trung kỳ, liền tuyệt đối có thể trở thành một đại chiến lực. Triệt để thuần phục mà nói, một khi thả ra, thánh vực lục trọng sơ kỳ gặp gỡ, chỉ sợ cũng bị quần ẩu một hồi, không cách nào phản kháng. Mấu chốt nhất là, những khôi lỗi này khác biệt khôi lỗi dị linh tộc lần trước thu phục, thuộc về vật phẩm thiên công, không mang theo bất luận khí tức dị linh tộc gì, cho dù ở danh sư đường cũng có thể tùy ý sử dụng, không cần lo lắng cái gì. Trương sư, hòn đảo kia đâu? Trở lại trước mặt mọi người, đám người Ngô sư cực kỳ nghi ngờ nhìn qua. Chuyện này dính dáng quá lớn, các ngươi không nên hỏi nhiều. Trương Huyền lắc đầu. Lừa gạt đối phương, nói dối, chung quy có ngày vạch trần, đã như thế, còn không bằng không nói. Vâng. Mọi người nhẹ gật đầu. Dù tò mò, nhưng nghĩ đến đối phương là thiên nhận danh sư, tất cả đều nhịn xuống. Trương sư, chuyện lần này, có bẩm báo tổng bộ danh sư đường hay không? Mọi người vừa bay đi, Ngô sư nhịn không được nhìn qua. Chơi đùa không biết bao lâu, trời đã sáng, một đêm kinh hồn, may mắn tất cả mọi người đều không tổn thất. Thôi được rồi. Trương Huyền lắc đầu. Dính dáng tới ngoan nhân, nhất định sẽ liên lụy thiên đạo chi thư, giải thích vô cùng phiền phức. Cái này. Ngô sư dừng lại một chút. Nếu như không bẩm báo, cẩu đường chủ, điền thanh phó đường chủ tử vong liền không có cách nào giải thích, chỉ sợ càng thêm phiền phức. Danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, chết hai vị đường chủ. Nhiều danh sư thất tinh như vậy, nếu đầu hổ đuôi rắn kết thúc mà nói, tổng bộ tất nhiên phái người điều tra, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Là như vậy a hát. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Dựa theo ý nghĩ của hắn, khiêm tốn lấy đi chỗ tốt, tất cả mọi người giả vờ không biết. Bất quá, xảy ra nhiều chuyện như vậy, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Chủ động bẩm báo mà nói, chúng ta có thể quyết định giấu giếm cái gì, có thể miễn đi không ít phiền phức. Ngô sư biết hắn lo lắng, nói. Vị trương sư trước mắt này, mặc dù tuổi trẻ, tính cách lại hết sức trầm ổn, có thể giấu giếm sự tình thiên nhận danh sư đến bây giờ, hành động điệu thấp, có thể nói tấm gương. Người điệu thấp như vậy, tự nhiên không muốn huyên náo dư luận xôn xao. Bất quá, chuyện quá lớn, không bẩm báo không được, nói trước thời hạn, có thể loại bỏ tin tức bất lợi, đối với bọn hắn đều có chỗ tốt. Suy tư một chút. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, hai bộ thi thể xuất hiện ở trước mắt. Đây là thi thể của Thanh Điền Hoàng, người báo lên tổng bộ, nói tất cả đều là hắn làm ra, hiện tại đã đền tội. Thi thể của Thanh Điền Hoàng. Ngô sư cực kỳ kinh ngạc. Không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện một cái? Thấy hắn không hiểu, Trương Huyền cẩn thận giải thích tình huống một chút, Ngô sư giờ mới hiểu được, khiếp sợ tột đỉnh. Không hổ là hoàng giả sống không biết bao nhiêu năm. Phân thân một cái tiếp một cái, như con rán đánh không chết. Nếu như không phải vị trước mắt này, bọn họ gặp gỡ, chỉ sợ đã sớm bị giết, chết không biết bao nhiêu lần. Chém giết hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch, cùng thập đại vương giả, công lao cực lớn, hiện tại ta liền báo tổng bộ, chờ bọn họ phán quyết. Rõ ràng xảy ra chuyện gì, Ngô sư biết vị trước mắt này lo lắng, lại không nói chuyện hòn đảo biến thành đầu người. Thấy hắn rõ ràng ý tứ của mình. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Chỉ cần không nói sự tình ngoan nhân là được. Thanh Điền Hoàng mà thôi, chết thì chết, không tính là việc lớn gì. Vừa vặn có thể mượn nhờ thi thể này, giải thích Thanh Nguyên đế quốc phát sinh rất nhiều quái sự. Chuyện này tới danh sư đường chúng ta thông bẩm đi, có thể gửi hình ảnh, tin tức chuẩn xác hơn một chút, cũng càng trực quan một chút. Quý Thiên Hùng nói xen vào. Như vậy tốt nhất. Ánh mắt Ngô sư sáng lên, ngay sau đó quay đầu. Nhìn về phía Trương Huyền, muốn nghe theo ý kiến của hắn. Danh sư đường, nắm giữ vật phẩm có thể trực tiếp truyền hình ảnh cho tổng bộ, thi thể Thanh Điền Hoàng dính dáng lớn như thế, tự nhiên phải truyền đến phía trên mới được. Như vậy đi, Ngô sư, các ngươi đi chỗ quý sư, giải thích với tổng bộ, ta còn có việc, liền về Thanh Nguyên Thành trước. Chần chờ một chút, Trương Huyền nói.
Mặc dù ngoan nhân nói lấy Lưu Dương áp chế, hắn giả bộ rất bình tĩnh, trên thực tế đã sớm muốn trở về nhìn một chút, đến cùng như thế nào. Chương 2324, về Thanh Nguyên Thành 2. Dù trong tính cách Lưu Dương không có đặc thù, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng dù sao cũng là học sinh hắn mang từ Thiên Huyền Vương quốc đi ra, từng bước một đi đến ngày hôm nay, tiếp cận một năm thời gian, sớm đã có cảm tình sâu đậm. Như vậy, cũng tốt. Biết hắn lo lắng cái gì, Ngô Sư nhẹ gật đầu. Thương nghị xong xuôi, không nói thêm lời, đến buổi trưa, mọi người rốt cục đi ra đầm lầy, ngồi thánh thú phi hành đi tới trên không Tề Bắc Thành, đám người Ngô Sư bay xuống, Trương Huyền thì tiếp tục bay về phía Thanh Nguyên Thành. Mọi người rời khỏi, Trương Huyền không chần chờ chút nào, thân thể nhoáng một cái, đi vào Thiên Nghĩ Phong Sào. Ta muốn giết ngươi. Vừa mới tiến vào liền nghe một tiếng gào thét tức giận. Bành 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 bành. Ngay sau đó là thanh âm đánh người, đi tới trước mặt, chỉ thấy phân thân không ngừng cuồng đánh vu hồn của Thanh Điền Hoàng bị hút lên tế đàn, căn bản không cho đối phương cơ hội khôi phục. Lúc này Thanh Điền Hoàng mỏng manh bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng mà trên mặt vẫn cực kỳ dữ tợn, hận không thể phanh thây xé xác một người một phân thân. Được rồi, chớ ồn ào, ngoan ngoãn đừng động, để cho ta siêu hồn. An ủi một câu, bàn tay của Trương Huyền đặt lên đầu của đối phương, tinh thần khẽ động, hồn thể từ trong mi tâm bay ra. Xì 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 xì. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Thanh Điền Hoàng, một dây nhỏ lan tràn đi vào thức hải của đối phương. Một canh giờ sau, vu hồn của Trương Huyền quay về, xoa xoa mi tâm, phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này ý thức của Thanh Điền Hoàng đã sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ngoan nhân đã ngủ, ngươi luyện hóa thôn phệ tên này đi. Nhìn phân thân khoát tay áo. Còn không có rời khỏi đầm lầy, ý niệm của ngoan nhân liền lâm vào ngủ say, làm hại hắn muốn hỏi thăm cái gì cũng không kịp. Đối phương ngủ say, giữ lại nguyên thần của Thanh Điền Hoàng cũng vô dụng, không bằng cho phân thân nuốt, có lẽ sẽ tăng thêm rất lớn. Được. Phân thân hưng phấn. Kéo lấy Thanh Điền Hoàng đi về phòng, thời gian không dài, liền truyền đến thanh âm thảm thiết. Lắc đầu, không để ý đối phương, Trương Huyền vuốt vuốt ký ức vừa mới siêu hồn ở trong đầu. Sự tình liên quan tới ngoan nhân, cùng gần như hoàn thiện. Sở dĩ Thanh Điền Hoàng hiệu chung với ngoan nhân, quả thực là vì đạt được truyền thừa của hắn, trở nên càng thêm cường đại, ngoan nhân muốn thu hắn làm đệ tử, là muốn mượn lực lượng của đối phương, tìm kiếm những bộ phận khác, khôi phục nguyên khí. Dù sao mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngoan nhân chỉ truyền cho hắn công pháp tu luyện vu hồn trước ngũ trọng. Thông qua siêu hồn, tìm được công pháp vu hồn mà ngoan nhân truyền cho Thanh Điền Hoàng, có điều chỉ từ thánh vực nhất trọng đến ngũ trọng. Vu hồn, chuyển hóa thành nguyên thần, quả thực không dễ dàng như vậy. Trương Huyền nghiên cứu công pháp một lần, than thở. Nguyên thần, là linh hồn hội tụ nguyên thai, hình thành thai hậu, dần dần tăng trưởng thành. Do chân khí cùng linh hồn tạo thành, bởi vậy, ly thể có thể sống sót, cũng có lực lượng của chân khí. Vu hồn khác biệt, là tu luyện linh hồn đơn thuần, trải qua đủ loại bí pháp rèn luyện, để nó nắm giữ sức chiến đấu có thể so với thân thể. Cái trước bởi vì có chân khí truyền vào, mang theo hương vị quang minh chính đại, mà người sau, vô cùng âm lãnh, sợ hãi ánh sáng mặt trời cùng lôi đình, trên bản chất là không tương đồng. Bởi vì là linh hồn đơn thuần, giống như cơ bắp không có khung xương. Muốn chuyển hóa thành nguyên thần, độ khó bao lớn có thể tưởng tượng được. Xuất khiếu kiếp, là cửa ải khó lớn nhất. Bởi vậy chức nghiệp vu hồn sư, cho dù có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà đạt tới xuất khiếu kiếp, không ít người chẳng khác nào đến đỉnh phong, khó có thể tinh tiến. Một vạn người, có thể thông qua lôi đình không tới một người. Vị Thanh Điền Hoàng này, lại tu luyện tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Bất quá, ta tu luyện là thiên đạo vu hồn. Bản thân chính là thuộc tính dương, dung hợp thai hậu càng thêm cường đại, cũng không dính dáng vấn đề này. Trương Huyền từ mới đầu, liền tu luyện thiên đạo vu hồn, không có thuộc tính âm hàn, càng dùng lôi đình rèn luyện qua, mặc dù chỉ là thai anh cảnh, lại tương tự như nguyên thần. Vấn đề vu hồn sư thường gặp phải này, đối với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Dung hợp bí tịch liên quan tới tu luyện linh hồn của Kinh Hồng Sư, Khải Linh Sư, công pháp thiên đạo vu hồn. Từ thánh vực nhất trọng đến tứ trọng đều có, hai tầng đầu có thể trực tiếp tu luyện, hai tầng sau chỉ có thể tiếp tục tìm tinh nguyên thượng phẩm. Công pháp ngũ trọng này, dung hợp rất nhiều thư tịch học tập được ở Thanh Nguyên Đế Quốc, rất nhanh hội tụ ra pháp quyết thiên đạo vu hồn trước thánh vực tứ trọng. Hai tầng đầu, linh thạch thượng phẩm bình thường liền có thể tu luyện,
không đến 2 canh giờ, cũng đã tu luyện hoàn thành. Nhưng mà 2 tầng sau, thì cần tinh nguyên thượng phẩm, hiện tại trong tay hắn 1 viên cũng không có, chỉ có thể về Thanh Nguyên đế quốc lại nói. Chuyến này làm trễ nải hơn 10 ngày, chắc hẳn chiến sư Đường ban thưởng cũng nên tới. Xử lý xong nguyên thần của Thanh Điền Hoàng, Trương Huyền phóng ra các khôi lỗi lấy được. Để tâm ma rời khỏi, sau đó mượn nhờ sư ngôn thiên thụ thuần phục, không đến 3 ngày, đám người kia liền hiệu chung với mình, thành thuộc hạ trung thành. Cách Thanh Nguyên thành còn có một đoạn thời gian, Trương Huyền cũng không vội vã, cẩn thận nghiên cứu không gian giới chỉ của Thanh Điền Hoàng một chút. Bảo vật là không ít, có điều không có tinh nguyên thượng phẩm. Xem ra tên này là cường giả xuất khiếu cảnh, cho dù có, khẳng định cũng đã dùng. Lắc đầu, mặt mũi bất đắc dĩ, Trương Huyền đành phải mượn nhờ thời gian còn lại đọc thư tịch, tu luyện, không lãng phí 1 phút 1 giây. Bên này Trương Huyền đi đường, trở lại Thanh Nguyên đế quốc, bên kia mấy người ngô sư đã đến danh sư đường của Tề Bắc Thành, tiến hành một loạt nghi thức, bàn tay của Quý Thiên Hùng nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ khí thức hùng hồn bỗng nhiên kích động, hư ảnh một lão giả chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Danh sư đường đường chủ của Liên minh đế quốc, danh sư Bát Tinh, Hà Hiên. Xảy ra chuyện gì, lại phải dùng hình ảnh đưa tin tới ta? Thanh âm vang lên, mang theo cảm giác áp bách nồng đậm. Chương 2325, trước mặt mọi người hành hình 1. Bẩm báo Hà đường chủ, tại hạ Thanh Nguyên thành danh sư đường phó đường chủ, Ngô Như Phong. Ngô sư vội vàng tiến lên. Ta biết ngươi. Hà đường chủ nhẹ gật đầu. Thanh Nguyên đế quốc, mặc dù ở trong 8 liên minh đế quốc, được cho là rất yếu, nhưng cũng thuộc về đơn vị độc lập, đối với người phụ trách một đường, tự nhiên vẫn biết một chút. Là như vậy, sự tình Điền Thanh phó đường chủ, cậu đường chủ cùng rất nhiều danh sư bị giết, đã tra ra manh mối, nên cố ý bẩm báo. Ngô sư nói, à, đã tra ra được, nói nghe một chút. Hà đường chủ ngưng trọng lên. Một phân bộ cấp dưới, đường chủ bị giết, là sự tình rất lớn, hắn một mực chú ý, chỉ bất quá phái ra tống sư, đến nay không có tin tức. Ngọc bài đưa tin bình thường, chỉ có thể đưa tin trong 100 vạn dặm, càng xa mà nói, chỉ có thể mượn nhờ loại đại trận cỡ lớn này đưa tin. Tống sư đi Thanh Nguyên thành, một mực không mở ra trận pháp, do đó hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Là như vậy, Điền Thanh phó đường chủ, là hoàng giả dĩ linh tộc của Thanh Điền nhất mạch, một đạo ý niệm trùng sinh thành. Ngô sư nói ra ngôn ngữ đã chuẩn bị từ trước. Cơ bản không khác sự thật quá lớn, nhưng bỏ qua sự tình liên quan tới ngoan nhân. Một hoàng giả dĩ linh tộc, tiềm phục trên đại lục hơn 2.000 năm, ở danh sư đường bố trí ra hơn 100 nội gian, lại không có bị phát hiện. Hà đường chủ hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Một khi chuyện này truyền đi, tuyệt đối còn oanh động hơn giết 10 vị cẩu đường chủ. Đây là danh sư đường không làm tròn bổn phận. Vâng, may mắn chúng ta ở dưới trương sư dẫn dắt, thành công giết chết. Cổ tay ngô sư khẽ đảo, 2 thi thể rơi trên mặt đất. Đây là thi thể của hắn. Hà đường chủ vội vàng nhìn lại, không lâu sau, sắc mặt nghiêm túc. Quả thực là thi thể của dị linh hoàng tộc, nếu không không có khả năng sử dụng loại bí pháp phân liệt này. Thân là danh sư đường đường chủ của liên minh đế quốc, biết dị linh tộc càng thêm kỹ càng, biết chỉ có huyết thống hoàng tộc, mới có thể thi triển bí pháp phân liệt. Có thể thi triển ra, đã xác định thân phận của đối phương. Không chỉ như thế, trương sư còn chém giết toàn bộ 10 đại vương giả của Thanh Điền nhất mạch. Ngô sư nói tiếp, chém giết hoàng giả, vương giả, một thân một mình, tiêu diệt một chi mạch của dị linh tộc. Dù chỉ là hoàng tộc huyết thống thấp nhất, cũng cực kỳ đáng sợ. Hà đường chủ nhẹ gật đầu, càng nói càng cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được nói. Khó trách có thể xông đường thành công, phần thiên tư cùng hiểu biết này, quả thực lợi hại, đã không kém gì các thánh tử. Không biết, vị trương sư này hiện tại ở đâu? Thanh Nguyên hoàng đế Sở Thiên Hành hiệu trung Thanh Điền Hoàng, bắt đi học sinh của hắn, bây giờ gấp rút trở về cứu người. Ngô sư giải thích. Đáng tiếc. Không thể nhìn thấy đối phương, Hà đường chủ có chút than thở, nói tiếp. Lẻ loi một mình, giết chết 1 vị hoàng giả, 10 vị vương giả của Thanh Điền nhất mạch, đồng thời phá hủy kế hoạch xâm nhập nhân tộc của bọn họ, để vô số danh sư miễn trừ tai nạn. Công lao to lớn, không gì sánh được. Hiện tại ta liền trực tiếp ban cho hắn chức vị trưởng lão liên minh của danh sư đường liên minh đế quốc. Vâng. Đám người ngô sư siết chặt nắm đấm. Trưởng lão liên minh của liên minh đế quốc, nghe đơn giản, trên thực tế lại đại biểu địa vị cùng tôn nghiêm cực cao. Dưới tình huống bình thường,
chỉ có danh sư bát tinh chân chính mới có tư cách này. Trương sư cũng thành trưởng lão liên minh, chỉ cái thân phận này, đừng nói mình, xem như danh sư đường đường chủ của tiềm sung đế quốc tới, cũng phải tự xưng vãn bối, không dám có chút đi quá giới hạn. Giấy chứng nhận trưởng lão liên minh, ta sẽ sai người mau chóng chuẩn bị, chờ các ngươi trở lại Thanh Nguyên Thành, kích hoạt truyền tin bích, sẽ có thể thu được. Hà đường chủ cười cười. Đa tạ Hà đường chủ. Ngô sư vội vàng quỳ gối. Không cần khách khí, có thể chém giết dị linh tộc, phá hư hành động của bọn họ, loại công lao này, trưởng lão liên minh mà thôi, không tính là gì. Ngô Như Phong, lần này ngươi hiệp trợ trương sư hoàn thành chuyện này, công lao cũng bất khả hạn lượng. Từ hôm nay trở đi, chính thức trở thành danh sư đường đường chủ của Thanh Nguyên Đế Quốc, đạt được một cơ hội đến liên minh đế quốc bồi dưỡng. Hà đường chủ tiếp tục nói. Vâng. Ngô sư hơi đỏ mặt, kích động đến toàn thân run rẩy. Trở thành đường chủ, đối với hắn mà nói không tính là gì, trọng yếu nhất chính là một cơ hội bồi dưỡng. Loại bồi dưỡng này, sẽ có danh sư bát tinh tự mình giảng bài, đối tu vi, hiểu biết của hắn, đều có tăng lên rất nhiều, là vô số người chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở dĩ cầu đường chủ muốn an ổn về hưu, chính là hy vọng trong quá trình đương nhiệm không có sai sót, thu hoạch được một cơ hội như vậy. Đáng tiếc, hắn không làm tròn bổn phận, cuộc đời này đã định trước không có cơ hội. Chư vị chiến sư phối hợp trương sư, đi địa phương nguy hiểm, vì chém giết Thanh Điền Hoàng, làm ra cống hiến to lớn, ta sẽ báo chuyện này lên phân bộ chiến sư đường của Liên minh Đế quốc, ban thưởng cho các ngươi. Bàn giao Ngô sư xong, Hà đường chủ nhìn về phía đám người hình đường chủ. Đa tạ. Hình đường chủ vội vàng khom người. Được rồi, mau chóng phái người đưa thi thể tới, thi thể hoàng giả dị linh tộc, cẩn thận nghiên cứu mà nói, đối với chúng ta chiến thắng dị linh tộc, có trợ giúp rất lớn. Hà đường chủ khoát tay áo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2325.